rửa xong chưa thế, nhanh lên, sắp xong rồi ông chủ. Đồ ăn hôm nay ngon quá đi mất. Hôm nay đám bạn cũ chúng ta tụ họp, mọi người phải ăn uống no say. Bố, bố đợi chút, đợi sửa xong xe là có thể đưa các cô các chú về nhà. Con trai ông thành đạt quá. Lão Sở, nào, qua đây. Tôi nghe nói con trai ông làm thợ sửa xe à? Bố, lão Sở, ông sống kiểu gì thế? Lớp trưởng hồi xưa, giờ lại thành một công nhân bốc gạch. Con trai, còn là thằng thợ sửa xe nữa, lẽ nào vô dụng cũng được di chuyển à? Mọi người nhìn này, con trai bất tài, nên cuộc sống về già của người bố thê thảm quá. Đi học lớp, còn mang cơm thừa canh cặn về nhà. Lão Sở, không phải con trai ông, chưa từng dẫn ông đến nhà hàng cao cấp thế này chứ, ông nói xem. Cơm thừa canh cặn là để cho chó ăn. Sửa xong rồi. Sửa xe thôi mà chậm gì gì. Bố, chúng ta đi thôi, đi thôi, đi thôi. Lão Sở, ông vừa bốc gạch xong, đừng đi ké làm bẩn xe tôi. Ông, đi bộ đi. Đi thôi, đi thôi. Xe này cũng không chứa nổi ông, trông oách quá. Tiểu Việt, bố, tại con vô dụng, con không kiếm được tiền, không thể giúp bố nở mày nở mặt. Con nói gì vậy chứ, bẩn hết rồi, đừng ăn nữa. Vẫn ăn được. Bố, mấy năm nay bố vất vả rồi. Con trai khờ, vất vả gì đâu chứ, đừng so sánh với người khác. Kiếm được bao nhiêu tiền không quan trọng, chỉ cần con sống tốt là bố mãn nguyện rồi. Bố chỉ xin nghỉ nửa buổi, bố về công trường đây. Sở Việt, mày nhất định phải kiếm thật nhiều tiền để bố mày được sống sung sướng. Chào chủ tịch Sở. Đứng dậy hết đi. Chủ tịch Sở, đây là dự án bất động sản 1 tỷ. Cần ông ký tên. Chủ tịch Sở, bây giờ ông đã là chủ tịch tập đoàn Thiên Hào, là người giàu nhất thế giới với tài sản hơn 100 tỷ. Nhưng tại sao ông phải ngụy trang thân phận, che giấu thiếu gia chứ, cậu hiểu cái gì? Tôi có tiền đó là của tôi, kể cả là con trai ruột cũng không được tiêu. Với lại, người có tiền thì nhiều phiền não, cứ để nó làm. Một người nghèo vô lo vô nghĩ đi. Đời này bố mình sống vất vả quá, mình nhất định phải kiếm thật nhiều tiền. Bắt đám người coi thường bố mình đều phải trả giá. Có biết lái xe không thế, xuống xe, bồi thường đi. $5 triệu có đủ không? Nhiều thế à, cô không phải lừa đảo đấy chứ? Đừng hiểu lầm, trong 5 triệu này, chỉ có 200 tệ là phí điều trị của anh, số còn lại là thù lao của anh. Thù lao gì cơ, thù lao, kết hôn với tôi, làm bố của con tôi, an an. Nào, ra chào bố đi con. Bố ơi. Hả? Không, ai là? Con trai, bố nhớ con quá đi mất. An An, mẹ không gạt con chứ, mẹ nói là sẽ dẫn con đến gặp bố. An An biết, An An không phải đứa con hoang không có bố. Bố ơi, mình đến công viên giải trí chơi đi, hả? Được rồi An An, bố con còn phải đi làm, mình đừng làm phiền bố nữa, về nhà đã. Tạm biệt bố, tạm biệt con. Tôi diễn xong với cô rồi. Số tiền này, ấy, để đề phòng anh cầm tiền chạy mất, 5 triệu này tôi sẽ chia được chuyển vào tài khoản của anh, mùng 1 hàng tháng. 5 triệu. Này, xe cô hỏng rồi, không sửa xong ngay được. Vậy phải làm thế nào? Tôi còn vội đến công ty. Lên xe, tôi chở cô đi, hả? Cung thiếu gia lại đến tìm Xếp Mạnh. Nhà họ Cung là danh gia vọng tộc số 1 Thanh Châu. Xếp Mạnh là người phụ nữ không chồng mà chửa, còn dám nhiều lần từ chối Cung thiếu gia. Sinh con rồi thì sao? Xếp Mạnh là đệ nhất mỹ nữ ở Thanh Châu, chỉ có Cung thiếu gia mới xứng với cô ấy. Là chỗ này à? Cẩm Thư, người đàn ông này là ai mà lại chở Xếp Mạnh đi làm? Trông có vẻ quan hệ của họ không đơn giản. Cẩm Thư, anh ta là ai? Anh ấy là, chưa rõ ràng à? Tôi là chồng Cẩm Thư, bố của An An. Con trai, soi gương nhìn lại mình đi, mày là người thế nào mà đòi xứng với Cẩm Thư? Phải đó, tôi thấy anh ta chỉ là một thằng xeo, lại dám trèo cao đến Xếp Mạnh. Tên kia, sau này tránh xa Cẩm Thư ra, đừng có cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga. Sở Việt nói không sai, anh ấy chính là chồng tôi, phải không? Được bắt nạt bố tôi. Mạnh Cẩm Thư, loại rác rưởi này có thể mang đến cho em cái gì? Rốt cuộc em thích anh ta ở điểm nào? Nhìn cho rõ đi, đây là xe mới anh tặng em, trị giá 20 triệu, còn đây là hợp đồng hợp tác, trị giá 30 triệu. Chỉ cần em đồng ý kết hôn với anh, những thứ này đều thuộc về em, vợ tôi tự nuôi được. Cần anh tặng à? Mày nuôi mày lấy gì để nuôi cô ấy? Một đơn hàng của ông mày ít nhất cũng phải hàng triệu. Còn mày, nhìn lại bộ dạng nghèo khó của mình đi,
lương tháng có được 5.000 tệ không? Bây giờ lương một tháng của ông là 50.000 tệ đấy. Cung Nhất Minh, anh đừng nói nữa, tôi đã chọn Sử Việt làm chồng tôi, thì tôi sẽ không hối hận. Mời anh đi cho, Mạnh Cẩm Thư. Em chọn ai làm chồng, em không quyết định được. Mai là tiệc mừng thọ bác trai, anh sẽ có mặt đúng giờ. Đến lúc đó, em nghĩ hai bác sẽ chọn anh, hay là tên rác rưởi này. Mày dám đến không? Ai không đi người đó là thằng hèn. Được, quà mừng thọ ngày mai. Mày không được tiêu một đồng nào của Cẩm Thư. Có dám không, hả chuyện này? Sợ rồi kìa, mới thế đã sợ. Nhớ lời mày vừa nói, ai không đi người đó là thằng hèn. Này, giờ phải làm thế nào đây? Tôi tưởng là cô bỏ tiền mua quà mừng thọ nên tôi mới cực với anh ta. Xem ra anh đành phải tự nghĩ cách thôi. Hả, bố tôi thích thư họa. Anh mua cho ông ấy bức nào xịn xong ấy sẽ thích. Đi thôi An An. Không phải, chuyện đó, bố ơi cố lên. Cố lên. Thư họa. Bỏ đi. Đến chợ đồ cổ mua hàng giả là được. Mau lên, lát nữa con trai tôi sẽ đến tìm tôi. Mau thay đồ cho chủ tịch sở. Chủ tịch sở, đây là Tùng Hạc Diên Điền Đồ, nhà họ Bạch ở Thượng Kinh gửi đến, trị giá 50 triệu. Họ muốn ông suy nghĩ việc, hợp tác với họ. Để đó đi, làm việc đã. Vâng. Bản nhái này trông giả quá đi mất. Kệ vậy, 50 tệ còn đòi hàng xịn. Bố. Bố. Tranh này của bố mình trông thật hơn nhiều. Mượn tạm vậy. Chúc mừng bác Mạnh. Nhà họ Bạch cháu đã chuẩn bị cây nhân sâm trăm năm này. Chúc bác sống lâu trăm tuổi, trẻ mãi không già. Được, được. Ây da, Sương Nhi, các công từ Thượng Kinh về đây tham dự tiệc mừng thọ của bác Mạnh. Cháu gái có lòng quá. Cháu với Cẩm Thư là bạn thân, bác Mạnh giống như người bố thứ hai của cháu. Đây là điều nên làm ạ. Bác trai, Cung thiếu gia đến rồi. Bác trai, bác mừng thọ. Cháu đặc biệt mua một viên dạ minh châu từ Đông Hải. Chúc bác luôn luôn tươi trẻ. Bách Phúc Lâm Môn, viên dạ minh châu Đông Hải to thế này, ít nhất cũng phải trị giá hàng chục triệu. Cung thiếu gia, tốn kém quá. Bác gái nói gì thế ạ? Chỉ 10 triệu thôi. Không đáng để nhắc đến. Cẩm Thư, tên vô dụng hôm qua không phải là có tiền mua quà mừng thọ nên không dám đến nữa chứ? Ai nói tôi không dám đến? Cậu là ai? Bố. Cẩm Thư, lẽ nào anh ta chính là người 6 năm trước? Sương Nhi, bố, mẹ, anh ấy là Sở Việt, bố của An An. Bác trai, bác gái, cháu là, đừng gọi tôi là bác gái. Hóa ra chính là cậu, khiến Cẩm Thư không chồng mà chửa, rồi lại phủi đít bỏ đi. Sao cậu còn dám vác mặt về? Sao thế ở ngoài không sống nổi nữa? Đến nhà họ Mạnh tôi xin ăn à, dẫn đứa con hoang này cút ra ngoài cho tôi, nếu không phải vì nó, Cẩm Thư nhà tôi đã gả cho Cung thiếu gia từ lâu rồi. Bác trai, bác gái, Cẩm Thư có con, cháu không để bụng. Còn tên vô dụng này, nếu đến đây rồi, chi bằng chúng ta hãy xem loại rác rưởi này có thể tặng được cái gì tốt. Tôi tặng cái này. Đây là Tùng Hạc Diên Điền Đồ. Đây là Tùng Hạc Diên Điền Đồ. Hóa ra tranh của bố mình tên là Tùng Hạc Diên Điền Đồ. Không sai, chính là Tùng Hạc Diên Điền Đồ. Đúng là nói dối luôn miệng. Anh có biết bức Tùng Hạc Diên Điền Đồ này trị giá 50 triệu không? 3 ngày trước bố tôi phải bỏ cả đống tiền mới mua được tặng nó cho chủ tịch sở của tập đoàn Thiên Hào. Hy vọng ông ấy có thể hợp tác với nhà họ Bạch tôi. Sao có thể ở trong tay anh chứ? Ầm ĩ cả buổi. Ra là hàng giả. Nếu mày không có tiền, tặng cặp bát, tặng đôi đũa cũng được mà. Nhưng anh ta lại tặng bức tranh giả. Bác trai, thế này là có ý gì? Bố, Sở Việt chỉ đang tạm thời không có tiền, không có tiền, không có tiền còn dám trèo cao đến nhà họ Mạnh tôi, mau cút đi cho tôi, dẫn đứa con hoang này cùng biến đi. Bố, Sở Việt là bố ruột của An An, sau nhiều năm cuối cùng con đã tìm được anh ấy. Đời này con sẽ chỉ ở bên anh ấy. An An cũng chỉ có một người bố là anh ấy. Cái gì? Buổi tối 6 năm trước ở dãy núi Phượng Hoàng. Anh quên rồi ư? Thưa cô, xe sửa xong rồi, tổng cộng. Cô ơi, tôi chỉ là một thợ sửa xe thôi, anh sửa luôn cả tôi đi. Là cô nói đấy nhé. Là cô. Nói vậy thì An An chính là con ruột của tôi. Tôi đã tìm anh 6 năm, cuối cùng cũng tìm được anh. Anh biết bao năm qua tôi sống vất vả nhường nào không? Bố ơi, An An nhớ bố lắm. Con trai, bố xin lỗi. Cẩm Thư, tôi sẽ bù đắp khoảng trống trong 6 năm qua cho cô, để cô với An An sống cuộc sống tốt hơn. Tôi khinh một kẻ vô dụng chỉ có thể tặng tranh giả làm quà như cậu. Có gì mà đòi cho mẹ con nó sống tốt? Tôi khinh một kẻ vô dụng chỉ có thể tặng tranh giả làm quà như cậu. Có gì mà đòi cho mẹ con nó sống tốt? Cậu đi nhặt rác hay là rửa bát? Mau cút đi. Phải đó, Cẩm Thư thiếu gia mới xứng đôi với cậu. Tên này toàn ăn nói sằng bậy, không xứng với cậu. Cẩm Thư, nếu em thấy quà anh tặng vẫn chưa đủ thành ý, anh vẫn còn hợp đồng hợp tác trị giá 100 triệu, lát nữa sẽ được đưa đến. Cái gì cơ? Đơn đặt hàng 100 triệu sao? Đơn đặt hàng 100 triệu đến. Sếp Cung, ông đến rồi. Bố, ai làm đây hả? Ném cả Tùng Hạc Diên Điền Đồ quy giá thế này xuống. Bố, bố nhìn nhầm phải không?
đây chỉ là một bức tranh giả. Vớ vẩn, sao bố lại nhìn nhầm được, bức tranh này rõ ràng là tác phẩm gốc của Kim Liên tiên sinh, trị giá 50 triệu. Cái gì, bức tranh này là thật sao? Không ngờ, tên vô dụng này lại có món đồ quý giá như thế. Sao bố mình lại có bức tranh đắt thế này? Tên vô dụng kia, đây là bức tranh nhà họ Bạch tôi tặng chủ tịch tập đoàn Thiên Học. Anh khai thật đi, có phải anh ăn trộm không? Không phải tôi trộm. Tôi lấy từ chỗ bố tôi, bố mày lại là tên rác rưởi nào? Sao có thể có bức tranh quý giá thế này? Lẽ nào mày muốn nói bố mày là người giàu nhất thế giới, chủ tịch sở của tập đoàn Thiên Hào hay gì? Đầu tư 1 tỷ mua lại mảnh đất ở thành Long Vương. Chủ tịch sở, người của chúng ta nhận được tin hình như thiếu gia xảy ra mâu thuẫn với người ta ở khách sạn Thế Hào. Khách sạn Thế Hào, đó là sản nghiệp của tôi mà, nó đến đó làm gì? Hình như ông còn có một đứa cháu nội 6 tuổi, nhưng bây giờ đang bị ức hiếp cùng thiếu gia. Cái gì, tôi có cháu nội còn bị ức hiếp sao? Tập hợp người đến khách sạn Thế Hào. Vâng. Được rồi, tên này ăn trộm Tùng Hạc Diên Nino, sau này hãy giao cho chủ tịch sở xử lý. Đây là đơn hàng hợp tác 100 triệu của tập đoàn Cung Thị tôi, ký tên vào đây, bảo Mạnh Cẩm Thư gả cho con trai tôi. Tôi nể tình tập đoàn Vân Thăng vẫn có tiềm lực phát triển, không thì tôi cũng không cho con trai mình cưới một người phụ nữ đã có con. Tốt nhất nhà họ Mạnh hãy biết điều, mau ký hợp đồng đi. Ký chứ, chắc chắn đời này tôi chỉ đi theo sở việc thôi. Tôi không ký. Con đừng có không biết điều. Bác gái, bây giờ tuy cháu không có tiền, nhưng cháu sẽ nỗ lực kiếm tiền để mẹ con cô ấy sống tốt hơn. Tôi khinh Cung thiếu gia là nhân tài trong giới thương mại Thanh Châu, thu nhập mỗi tháng hàng triệu, lại có một ông bố làm CEO tập đoàn Cung Thị. Lương của cậu bao nhiêu? Bố cậu là ai? Dựa vào đâu mà so với cậu ấy ấy? Bác gái, chúng cháu đã điều tra, bố của tên vô dụng này là một công nhân rất có tiếng. Tôi còn tưởng cậu có thế lực gì to lớn, hóa ra là con trai một kẻ bóc bạch nghèo. Nhân vật lớn nào mà xuất hiện hoành tráng thế này? Đây là người của tập đoàn Thiên Hào giàu nhất thế giới đây mà. Sếp sở, thiếu gia đang ở bên trong. Giả vừa làm công nhân nhiều năm, suýt nữa quên mất thân phận thật của mình. Đi, tặng quà cho thông gia tương lai của tôi. Hóa ra bố của tên rác rưởi này là một công nhân. Tôi đã bảo mà, bố của thằng bất tài cũng chỉ là kẻ bất tài. Gen sinh ra đã thế, gen của chuột sao có thể thành rồng thành phượng? Nhìn bộ dạng của cậu có thể nhận ra bố cậu chỉ là một kẻ rác rưởi dưới đáy xã hội, thật đáng thương. Chửi tôi thì được, đừng động đến bố tôi. Bố mày là kẻ bất tài còn không cho người khác nói hả? Hôm nay bác trai mừng thọ, bố tao đã tặng đơn đặt hàng trị giá 100 tỷ, còn ông bố rác rưởi của mày chắc ông ta có bốc bạch 8 đời cũng không kiếm được nhiều tiền như thế. Sở việc tốt nhất anh hãy biết thân biết phận, gia đình như nhà anh, điều kiện như của anh không xứng với Cẩm Thư. Đi nhặt rác với ông bố bất tài của mày đi. Cút đi, cút. Bố, đừng đuổi bố tôi đi. Hôm nay ông thông gia mừng thọ, tôi đến để tặng quà. Bố, bác trai, sao bố lại đến đây? Cái thằng nhóc này, ông thông gia mừng thọ mà không nói với bố một tiếng. Bố vừa biết tin nên mang quà đến tặng. Tôi khinh, ai là thông gia với ông? Một tên công nhân quèn cũng dám bắt quàng làm họ với nhà họ Mạnh. Mau cút ra ngoài đi, các người cũng xứng để đến nơi thế này à? Nhà họ Mạnh quả nhiên là một đám nịnh mợ. May mà mình chưa tiết lộ thân phận, không thì khéo cũng lại dòm ngó đến tiền của mình. Ông bà thông gia, tuy điều kiện gia đình tôi không bằng ông bà, nhưng mà hôm nay tôi thành tâm thành ý mang quà mừng thọ đến để chúc thọ ông thông gia. Một tên rác rưởi dưới đáy xã hội có thể tặng được thứ gì tốt? Đây là ai thế? Bố, ông ta là bố của tình địch của con. Chính con trai ông giành vợ với con trai tôi chứ gì? Thế này đi, ông có dám cược với tôi không? Hử, cược gì cơ? Cược quà của tôi tốt hơn của ông. Nếu ông thua, ông mau dẫn con trai mình đi đi, đừng giành vợ với con trai tôi nữa. Bố, bố điên rồi sao? Bố có biết ông ta tặng gì không? 100 triệu, 100 triệu đấy, một cái xe tải cũng không chở hết. 100 triệu cũng chỉ là giấy thôi, đồ bố tặng thiết thực hơn nhiều. Sở Việt, giờ tao đã biết tại sao mày lại có cái tật xấu cứ miệng ra là học theo ông bố bất tài của mày. Bố, chúng ta cược với ông ta đi, nếu hai người họ thua, con sẽ bắt bọn họ quỳ xuống bắt trước tiếng chó sủa. Bác trai, bác đừng cược với họ. Con dâu, đừng lo cho bố, bố đã làm là chỉ có chuẩn, không bao giờ nói phét. Bố, con trai, con có tin bố không? Con tin. Nếu hai tên vô dụng này vẫn chưa từ bỏ thì đừng trách tôi bắt nạt người nghèo. Tôi đã tặng đơn hàng hợp tác 100 triệu, còn ông, thứ tôi tặng là cái này. Cái quái gì vậy chứ? Thôi quá đi mất, mau đem đi. Ấy, đừng đem đi chứ. Đây là quà mừng thọ tôi chuẩn bị cho ông thông gia. Bình hoa này tôi đào được ở công trường, tôi thấy đây là một món đồ tốt. Hợp đồng này tôi nhặt được trong đống rác. Còn chìa khóa này tôi vớt được dưới sông, nó vẫn dùng được. Bố, bố đừng đùa nữa được không? Làm gì có ai tặng đống rác này làm quà mừng thọ. Bố muốn con trai bố độc thân cả đời sao? Rác đâu mà rác, bố thấy chúng vẫn còn xài tốt. Phải rồi, con nhìn bình hoa này đi, dùng làm bô đựng nước tiểu tiện lắm. Đủ rồi đấy, Sở Việt. Một mình cậu ở đây chưa đủ nhục hay sao? Con dẫn ông bố bất tài của cậu đến chịu nhục cùng nữa, không phải? Sở Việt, lần này bố anh đùa, thực sự hơi quá đáng. Anh mau dẫn bố anh đi đi, mau đi thôi. Đi đâu chứ?
nếu các người đã cược thua thì có chơi có chịu. Mày dẫn ông bố rẻ rách của mày quỳ xuống bắt trước tiếng chó sủa đi. Cung Nhất Minh, anh đừng có quá đáng. Anh quá đáng thì sao? Dám chơi dám chịu, đó là điều hiển nhiên. Mọi người ở đây nói xem có phải không? Phải, có chơi có chịu. Dám chơi dám chịu, dám chơi dám chịu. Người đâu? Bắt hai bố con chó má này quỳ xuống bắt trước tiếng chó sủa đi. Đợi đã. Không sai, đây chính là Bình Cửu Thái Phi Yến. Bình Cửu Thái Phi Yến. Bình Cửu Thái Phi Yến là bảo vật Trần Quốc của nước Tề thời Chiến Quốc. Sau đó thất lạc trong chiến tranh loạn lạc, nếu có được nó, đồng nghĩa với việc dầu nước đổ vách. Hừ, sao tên công nhân này có thể đào được nó chứ? Phải đó Sương Nhi, cháu nhìn nhầm phải không? Vẻ tuyệt đẹp của Bình Cửu Thái Phi Yến, từ nhỏ đến lớn cháu đã nghe ông cháu kể rất nhiều lần, không thể nhầm lẫn được. Không thể nào, tuyệt đối không thể. Đây thật sự là Bình Cửu Thái Phi Yến. Bố, bố nói rồi mà, nó chính là một món đồ tốt. Sổ đỏ dinh thự hoa phủ số 1 Minh Côi. Cái gì? Là dinh thự hoa phủ số 1 trị giá 100 triệu sao? Chìa khóa xe Rolls Royce Phantom. Rolls Royce Phantom. Chiếc xe sang cao cấp cả thế giới chỉ có một chiếc. Nghe nói trị giá 200 triệu. 200 triệu. Bố, đây là bố nhặt được sao? Bố nói rồi mà, bố toàn nhặt được đồ xịn thôi. Thế nào? Ván cược này chúng ta thắng rồi chứ, bố? Con yêu bố quá đi mất. Ông ơi, ông giỏi quá. Ái chà, cháu nội ông dẻo miệng quá. Nào, đợi đã. Nếu những món quà này thật sự là các anh nhặt được, tất nhiên sẽ coi như các anh thắng. Nhưng nếu không phải nhặt được thì sao? Cô có ý gì? Không phải nhặt được chẳng lẽ là ăn trộm? Là anh nói đấy nhé, không phải tôi. Sương Nhi, cậu có ý gì? Cẩm Thư, cậu đừng để bố con nhà này lừa gạt. Những món quà này tớ vẫn có thể coi như là họ nhặt được, nhưng Tùng Hạc Diên Liên Đồ là chính tay bố tớ tặng cho chủ tịch sở của tập đoàn Thiên Hảo, chẳng lẽ cũng là ông ta nhặt được? Không sai, tôi đã nói loại rác rưởi này sao có thể ăn may nhiều lần thế chứ. Ra là ăn trộm. Cái gì? Trộm sao? Mau mang đi đi. Bố, bức tranh đó rốt cuộc bố lấy ở đâu ra? Người khác tặng. Tôi khinh. Ông chưa nghe nói đây là quà tặng chủ tịch sở tập đoàn Thiên Hảo à? Lẽ nào ông chính là chủ tịch sở, hay là chủ tịch sở tặng cho ông? Không sai, lão gia nhà tôi chính là chủ tịch sở của tập đoàn Thiên Hào. Lão gia nhà tôi chính là chủ tịch sở của tập đoàn Thiên Hào. Thế này. Ấy, mọi người ơi, nghe thấy rồi chứ? Anh ta nói tên công nhân quẻ này là chủ tịch sở của tập đoàn Thiên Hào. Này ông già, ông từng này tuổi rồi, nói khoác cũng phải hợp lý tí. Cứ ông mà cũng đòi là chủ tịch sở của tập đoàn Thiên Hào, sao ông không nói ông là người giàu nhất thế giới, là tổng thống luôn đi? Bố, đừng giả vờ nữa. Con làm con trai bố 20 năm rồi, bố có phải chủ tịch sở không? Con còn không biết hay gì. Ý họ là chúng ta đều là nhân viên của chủ tịch sở tập đoàn Thiên Hào. Công trường của bố là của tập đoàn Thiên Hào. Ha ha, quan hệ xa tít mù tắp. Cũng dám nói ra ngoài à? Tôi còn nói, nhà tôi trước đây có thái ấp. Ba đời trở về trước, nhà tôi cũng là hoàng thân quốc thích. Được rồi, hai bác. Bây giờ đã biết hai bố con chó má này là bọn trộm cắp, chi bằng chúng ta hãy báo cảnh sát, bắt bọn họ lại, tránh để sau này liên lụy đến chúng ta. Phải. Mau báo cảnh sát đi, đừng để bọn họ liên lụy đến nhà họ. Tôi nói rồi mà, là người khác tặng tôi. Người anh em, ông giả vừa cũng có chừng có mực thôi. Ông có thân phận với lai lịch gì? Các mối quan hệ của ông chắc toàn là đám hạ đẳng lương tháng không quá 3.000 tệ nhỉ. Sao có thể có người tặng ông bức tranh quý giá thế này chứ? Ông đúng là... Alo, cậu nói gì? Bố, sao thế? Vừa nhận được tin chủ tịch sở đã đến khách sạn Thế Hảo. Cái gì? Cái gì? Đó là chủ tịch sở đấy, người giàu nhất thế giới có tài sản hơn 100 tỷ. Sao ông ấy lại đến đây? Tôi biết rồi, chủ tịch sở lần này đến là để bắt hai kẻ trộm tranh này. Đúng chứ? Mày chết chắc rồi. Sở Việt, mau dẫn ông bố bất tài của cậu ra ngoài xin lỗi chủ tịch sở đi, đừng liên lụy đến chúng tôi. Mẹ, chuyện này chắc chắn là có hiểu lầm gì đó. Đã lúc nào rồi, con vẫn nói đỡ cho bọn họ, chúng ta có đắc tội nổi với tập đoàn Thiên Hào không? Người đâu, cho hai kẻ này lôi ra ngoài. Nhận lỗi với chủ tịch sở, đừng động vào bố tôi đi tìm chủ tịch sở xin lỗi. Ầm ĩ cái gì thế hả? Giám đốc Triệu, chủ tịch sở sắp đến rồi, nếu chọc giận ông ấy, ai có mặt ở đây đều không có kết cục tốt đẹp. Giám đốc Triệu, lần này hai kẻ này không chỉ trộm tranh của chủ tịch sở, hơn nữa còn dẫn đám công nhân này gây sự trên địa bàn của chủ tịch sở, còn không mau bắt bọn họ lại đi. Các cậu canh cửa kiểu gì thế? Sao lại để đám công nhân bốc gạch này lẻn vào đây hả? Còn không mau đuổi ra ngoài đi. Vâng vâng, Triệu Thế Tài. Cậu chắc chắn là muốn đuổi tôi ra ngoài chứ? Sở, lão già kia, giám đốc Triệu là trợ thủ đắc lực của chủ tịch sở, đến nhà họ Cung tôi cũng phải nể vài phần. Loại vô dụng như ông cũng dám gọi thẳng tên anh ấy hả?
Mày lá gan to thật đấy, dám nói chuyện với ông ấy như vậy. Mày có biết người đứng trước mặt mày là ai không? Vị này. Ông Sở, ông không sao chứ? Giám đốc Triệu. Anh gọi ông ta là gì? Ông Sở. Giám đốc Triệu, chắc cậu nhầm rồi. Ông ta chỉ là một công nhân xây dựng. Bức tranh kia là ông ta ăn trộm của chủ tịch Sở. Câm miệng. Bức tranh này, tất nhiên là chủ tịch Sở của chúng tôi tặng cho ông Sở. Một kẻ như ông ta làm sao quen biết được chủ tịch Sở? Bố thực sự quen biết chủ tịch Sở à? Bố đã nói rồi, bố lăn lộn giang hồ nhiều năm, đừng coi thường quan hệ của bố. Thế nào, nhà thông gia, cuộc này tôi đã thắng rồi. Chuyện cưới xin của con trai tôi và con gái ông, tôi không đồng ý. Cẩm Thư chỉ có thể lấy tôi. Thằng nhóc con, người của chủ tịch Sở mà mày cũng dám đoạt, không mau cút đi. Bố, mau cầm miệng cho tao. Giám đốc Triệu, tôi thấy đây là hiểu lầm. Chúng tôi đi trước đây. Đi thôi, đợi đã. Vừa nãy chúng ta cá cược với nhau, nói là ai thua phải quỳ xuống học tiếng chó sủa bò ra ngoài. Triệu Tiến Tài, cậu giám sát bọn họ đi. Vâng. Nghe thấy chưa? Còn không mau quỳ xuống. Giám đốc Triệu, dù gì tôi cũng là chủ nhà họ Cung ở Thanh Châu. Ồ, nhà họ Cung à? Nhà họ Cung so với trước tập đoàn Thiên Trọng là cái thá gì cả. Còn cậu, quỳ hay không? Học tiếng chó sủa đi. Sủa to lên nào. Gâu gâu. Ôi chào, thông gia, không ngờ ông thực sự quen biết chủ tịch Sở. Ông có thể nói giúp chúng tôi, nhờ ông ấy cất nhắc nhà họ Mạnh với. Đúng vậy, đúng vậy. Sau này nhà họ Mạnh chúng tôi xin nhờ cả vào ông nâng đỡ. Đúng rồi, còn nhà họ Bạch chúng tôi mong ngóng được hợp tác với tập đoàn Thiên Hào. Ông có thể giúp chúng tôi nói đỡ được không? Ôi chào, chuyện đơn giản thôi. Bố tôi lăn lộn giang hồ nhiều năm, quan hệ như vậy vẫn có. Xin lỗi nhé, tôi không giúp được. Ý bố là sao ạ? Con nghĩ đi, người có thân phận như bố làm sao có thể có quan hệ gì với chủ tịch Sở được? Bố chỉ là lúc đi làm ở công trước đã giúp chủ tịch Sở một chút thôi, nên hôm nay bố nhờ ông ấy giúp để cho thể diện tí ấy mà. Cái gì, ân tình lớn thế với chủ tịch Sở, ông lại dùng như vậy? Vậy những món quà này thì sao? Đều là chủ tịch Sở cho tôi mượn, một lát nữa phải trả lại. Cái gì, những cái này đều là đi mượn sao? Bố đúng à? Bố đã nhờ chủ tịch Sở giúp, sao không bảo ông ấy tặng luôn cho chúng ta một công ty? Chúng ta tự làm chủ không phải tốt hơn sao? Lại để cơ hội trôi qua. Sở Việt, đây là ân tình chủ tịch Sở nợ bác. Bác muốn dùng thế nào là chuyện của bác. Vẫn là con dâu hiểu chuyện. Tôi khinh, con dâu cái gì chứ? Khi nãy tôi đã nói rồi, ai tặng quà quý giá hơn thì con gái tôi sẽ lấy người đó. Những thứ này đều là mượn, không tính. Hủy bỏ. Mẹ, con đã quyết định rồi. Dù thế nào, con cũng phải ở bên Sở Việt. An An cũng muốn ở bên bố và ông nội. Được lắm, hai mẹ con mày. Muốn chọc tao tức chết hả? Cẩm Thư, đây là quyết định của cậu, là bạn thân của cậu, tớ chắc chắn sẽ ủng hộ. Nhưng tớ vẫn muốn nhắc cậu một câu, lấy một người đàn ông vô dụng như vậy, sau này cuộc sống của cậu sẽ rất khó khăn, cậu nhất định sẽ hối hận. Tớ đã chuẩn bị sẵn tâm lý đối mặt với mọi khó khăn cùng Sở Việt. Tớ tin mình sẽ không hối hận. Bố mẹ, con sẽ dùng hết sức mình để Cẩm Thư và An An có cuộc sống hạnh phúc. Được rồi, con cứ nhất quyết không nghe lời chứ gì. Con muốn lấy nó. Được thôi, nhưng con không được đi làm dâu, phải để cậu ta tới nhà chúng ta ở rể. Ở rể? Sao cơ, ở rể ư? Đây là con rể nhà họ Mạnh à? Đúng, là anh ta. Nghe nói là thợ sửa xe, cũng không biết Cẩm Thư sao lại thích một kẻ vô dụng như vậy. Bố, mẹ, Cẩm Thư, anh đến rồi. Vội gì chứ, muốn vào cửa nhà họ Mạnh. Cậu phải vượt qua ba thử thách. Thử thách gì vậy ạ? Thứ nhất, nộp thẻ lương. Cẩm Thư, đây là số tiền 80.000 tệ anh tích góp được trong những năm sửa xe. Đưa em đó. Mẹ, vậy thử thách thứ hai là gì? Quỳ xuống dập đầu với nó. Hả? Mẹ, mẹ đang làm gì vậy? Đây là phong tục nhà chúng ta, vào cửa phải dập đầu với ông gà chồng mới có thể tiêu tai giải nạn, bảo vệ gia trạch bình an. Thằng nhóc, mau dập đầu đi. Dập đầu đi, dập đầu đi, dập đầu nào. Mẹ, được rồi đó. Đại trưởng phu có thể có thể dỗi. Cẩm Thư, nếu ngay cả chút hy sinh này mà anh ta cũng không chịu làm vì cậu, thì đủ để chứng minh anh ta không thật lòng với cậu. Không sao đâu Cẩm Thư, chỉ là dập đầu thôi mà. Chuyện nhỏ, anh dập. Mẹ, được rồi đấy. Con vội cái gì, con thử thách thứ ba nữa. Mẹ, mẹ nói đi. Vì cậu là tới ở rể nên phải có cuộc hồi môn. Nhà người ta cưới nhau đều có xe có nhà. Nhà thì nhà họ Mạnh chúng tôi có. Còn xe, ít nhất cậu cũng phải có chứ. Con có xe máy điện, có được không? Được cái nữa gì, tôi nói cho cậu biết. Với địa vị của nhà họ Mạnh, ít nhất cũng phải là xe sang 8 triệu, mới xứng với địa vị của Cẩm Thư. 8 triệu? Đúng vậy.
hôm nay nếu cậu không mua được chiếc xe 8 triệu, vậy thì đừng hòng bước chân vào cửa nhà họ Mạnh. Mẹ, mọi người đang cố tình làm khó Sử Việt. Con có thể tự mua chiếc xe trị giá 8 triệu cho bản thân, tại sao lại cứ bắt anh ấy phải mua? Cậu mua được, đó là năng lực của cậu. Nhưng anh ta không mua được thì chứng tỏ anh ta vô dụng. Xe giá 8 triệu trong mắt những người như chúng ta là chuyện bình thường, nhưng đối với anh ta thì khó như lên trời. Người đàn ông như vậy không có tương lai. Con biết rồi, mọi người cố tình làm khó con, không muốn để con và Cẩm Thư kết hôn. Không phải làm khó, là vì địa vị của cậu và Cẩm Thư chênh lệch quá xa. Một yêu cầu rất đơn giản, rất bình thường, mà đối với cậu lại là làm khó. Nếu ngay cả yêu cầu bình thường như vậy mà cậu cũng không làm được thì tôi thấy cậu nên từ bỏ sớm đi. Xin lỗi, không thể, chỉ là mua xe thôi mà, con mua. Được, vậy chúng tôi cho cậu một ngày. Chúng tôi đợi cậu, chỉ cần cậu mua được chiếc xe có giá 8 triệu này, chúng ta sẽ đồng ý cho cậu và Cẩm Thư kết hôn. Được, một ngày thì một ngày. Mọi người cứ chờ đấy. Sở Việt, Sở Việt, vào đi. Chủ tịch Sở, nhà họ Mạnh làm khó cậu chủ, bắt cậu chủ trong vòng một ngày phải mua được xe sang 8 triệu làm của Hồi Môn. Nhà họ Mạnh này thật đúng là tham tiền tham của. May mà thằng bé không biết thân phận của tôi, nếu không sớm muộn gì cũng bị nó nuốt chửng tập đoàn thiên hạ của tôi. Chủ tịch Sở, có cần giúp cậu chủ một tay không? Dù sao cũng là con trai tôi, không thể để nó cô đơn đến già được. Âm thầm giúp đỡ thằng bé đi. Vâng, tôi sẽ sắp xếp. Sếp Phương, vừa nãy chủ tịch Sở gọi điện đến, nói có một vị khách họ Sở đến cửa hàng 4G của chúng ta mua xe, dẫn chúng ta phải tiếp đón chú đáo. Cái gì? Chủ tịch Sở đích thân gọi điện, nhanh chóng thông báo, chuẩn bị đón tiếp vị khách họ Sở này, tuyệt đối không được chậm trễ. Thưa anh, xin hỏi anh cần tôi giúp gì không? Người đẹp, tôi hỏi một chút, mua xe ở đây có thể trả góp không? Có thể ạ. Xin hỏi anh muốn mua xe nào ạ? Chiếc có giá 8 triệu kia, trả góp thì cần trả trước ít nhất là bao nhiêu? Chiếc xe này phải trả trước tối thiểu 30%, tức là 2,4 triệu. Trả trước thôi mà ít nhất cũng phải hơn 2 triệu rồi sao? Vâng ạ, chỉ có hơn 2 triệu thôi mà cũng đáng ngạc nhiên vậy sao? Chỉ có hơn 2 triệu thôi mà cũng đáng ngạc nhiên vậy sao? Anh Ngô, Ngô Trác, Sở Việt, nghe tiếng từ xa là biết cậu đang ở đây. Sao, cậu cũng đến mua xe à? Là thế này, hôm nay là ngày cưới của tôi, mẹ vợ lại bắt tôi phải mua xe, không mua xe thì không cho vào nhà. Tôi vội đi quá, không mang đủ tiền, cậu có tiện không? Nếu tiện thì có thể. Được thôi, không vấn đề, đều là bạn học cũ cả. Thế này nhé, tiền trả trước tôi sẽ trả giúp cậu, nhưng mà cậu phải quay video lại làm bằng chứng cho tôi. Thật sao? Được thôi. Tôi vay Ngô Trác 2,4 triệu. Nói tên đi chứ, không thì ai biết cậu là ai chứ. Tôi là Sở Việt, tôi vay Ngô Trác 2,4 triệu. Cậu quay một vòng đi, nếu không thì không nhận ra được. Giơ tay lên, ôm đầu, ôm lấy đầu. Đúng rồi, đúng rồi, đừng nhúc nhích tay, ngồi xuống, ngồi xuống. Mọi người xem này, bạn học cũ của chúng ta, Sở Việt, đang cầu xin tôi cho vay tiền. Nhìn cậu ta bây giờ xem, có giống một con chó không? Giống quá, ha ha ha. Quay thêm nữa đi, tôi muốn đăng lên mạng, chắc chắn sẽ nổi tiếng. Sao nhiều năm trôi qua rồi mà, thằng phế vật Sở Việt này vẫn nghèo thế nhỉ? Ngu chắc, cậu chơi tôi hả? Tao chơi mày đó, sao nào? Tao nói cho mày biết, tao sẽ không cho mày vay một xu nào đâu. Tao còn phải đăng cái video này lên mạng nữa, đặt tên là chó nghèo làm chó khỉ. Anh Ngô, có phải là anh hơi quá đáng rồi không? Dù sao thì ấy cũng là khách hàng của chúng tôi, cô có bị ngốc không vậy? Cô nhìn cái bộ dạng nghèo kết xác của cậu ta kìa, có giống người mua được xe không? Cậu ta xứng làm khách hàng của cô sao? Mày nói gì cơ? Tao nói cho mày biết, nếu mày dám động vào tao, mày chết chắc. Tao, đừng, thằng hèn. Tao nói cho mày biết, nếu là trước đây thì tao đã đập mày rồi, nhưng bây giờ tao đã làm bố rồi, tao phải làm gương cho con trai tao. Tha cho mày đấy, bảo vệ. Bảo vệ đâu? Thằng kia, sắp có một người rất quan trọng đến đây. Sàn nhà ở cửa đã được lau hơn 20 lần rồi, mày có tư cách đi trên đó chắc? Thế mày muốn thế nào? Tao bắt mày quỳ xuống như một con chó, bò ra ngoài bằng cửa sau. Anh Sở đến chưa? Tôi hỏi rồi, nhưng vẫn chưa thấy. May mà chủ tịch Sở đã cho tôi số điện thoại của anh Sở, đến nước này rồi thì đành phải làm phiền anh ấy vậy. Tôi sẽ gọi điện hỏi thử. Thằng kia, mày điếc à? Mau bò ra đây cho tao. Nếu tao nói không thì sao? Bố mày là khách VIP ở đây, mày còn dám nói không à? Alo, chào anh Sở, tôi là giám đốc của cửa hàng 4G Thiên Hào. Tôi muốn hỏi anh, khoảng khi nào thì anh có thể đến cửa hàng? Tôi đã ở trong cửa hàng của anh rồi, có rất nhiều người trong cửa hàng của anh tiếp đón tôi. Gì cơ, anh đã đến cửa hàng rồi, tôi sẽ xuống đón anh ngay. Nhanh lên. Sở Việt, làm sao thế? Đi tìm viện binh à? Tao nói cho mày biết, đây là địa bàn của tao, mày gọi ai đến cũng vô dụng. Xử lý mấy người các người, còn phải gọi viện binh chắc? Tao nói cho mày biết, là giám đốc ở đây gọi điện cho tao. Mày có bị nước vào não không vậy? Sếp Phương chỉ gọi điện cho những khách hàng có giá trị hàng trăm triệu thôi. Mày cũng xứng à? Thế thì tao không biết,
có thể là điện thoại lừa đảo, đừng có nói linh tinh với tao. Bây giờ mày có hai lựa chọn, hoặc là mày quỳ xuống bò ra ngoài bằng cửa sau cho tao, hoặc là tao để bọn họ giúp mày. Hay là mày thử xem, mày cũng khá ngang bướng đấy, xông lên. Các người to gan thật đấy. Buông ra. Xin lỗi anh sợ phải không? Tôi là Tiểu Phương, vừa gọi điện cho anh đây. Tiểu Phương à, bảo vệ của cửa hàng các anh không được thân thiện cho lắm. Thằng kia, đây là sếp Phương đấy, sao mày dám gọi anh ấy là Tiểu Phương? Hừ. Anh sợ, nếu hôm nay anh đến xem xe, tôi sẽ giới thiệu cho anh mẫu xe mới nhất của chúng tôi ấy. Sếp Phương, nó chỉ là một thằng thợ sửa xe nghèo, nó căn bản không mua nổi xe đâu. Ai nói là mua? Là tôi tặng cho anh sợ. Hả? Tặng cho tôi? Đúng vậy, anh cứ thoải mái chọn một chiếc. Mình nhớ ra rồi, lần trước đi ngang qua cửa hàng bố dây, mình tiện tay bốc thăm. Chẳng lẽ mình trúng giải lớn rồi? Sếp Phương lại tặng xe cho Sở Việt. Chẳng lẽ Sở Việt và sếp Phương có quan hệ không đơn giản? Sở Việt, để tôi giới thiệu cho cậu nhé, những chiếc xe này tôi cũng khá hiểu. Không cần. Nhìn thấy mày là tao thấy buồn nôn. Nếu anh Sở nhìn thấy cậu ta mà buồn nôn thì dễ thôi. Cút đi. Cái gì? Sếp Phương, tôi là VIP của cửa hàng các anh đấy. Anh lại bảo tôi cút đi. Từ giờ trở đi anh không còn là VIP nữa. Lôi ra ngoài. Ấy, đừng mà sếp Phương. Anh Sở, chúng ta sang bên này chọn xe nhé. Ấy không cần chọn nữa. Chiếc này cũng được lắm, giá 8 triệu. Có tính doanh thu cho cô ấy được không? Cảm ơn anh, không có gì. Xe 8 triệu sao xứng với thân phận của anh Sở được. Tôi đã chuẩn bị cho anh một chiếc xe sang trọng tuyệt đỉnh. Phim được dịch bởi Vita Media. Sao mà cái gã vô dụng Sở Việt này vẫn chưa về? Xe ra là bỏ chỗ rồi. Thôi giải tán đi, không đợi nữa, hôn sự hủy bỏ. Mẹ. Bố mẹ, con mua xe về rồi. Sở Việt, anh thực sự mua xe về rồi à? Anh đã nói thì nhất định sẽ làm được. Chồng em có giỏi không? Giỏi. Ôm cái gì mà ôm, xe thì mua về rồi đó, nhưng có phải 8 triệu hay không còn chưa biết. Chiếc xe này tôi chưa từng thấy bao giờ. Đúng vậy, những mẫu xe sang trên thị trường tôi đều biết rõ như lòng bàn tay, nhưng chỉ riêng mẫu xe này về thiết kế và kiểu dáng tôi chưa từng nhìn thấy. Tôi thấy ấy là hàng rẻ tiền không đáng giá. Sở Việt, đừng nói là cậu kiếm đâu về một chiếc xe giả đến đây để lừa chúng tôi nhé. Đây không phải là xe giả, đây là xe mà giám đốc cửa hàng 4G tặng con. Anh ấy nói là rất đáng giá. Tôi khinh cái đồ bỏ đi này của cậu mà đáng giá làm sao. Tôi thấy chỉ đáng giá 2.000 tệ thôi. Cậu mau lái đi cho tôi, đỗ trước cửa nhà tôi còn thấy mất mặt. Mẹ, dù sao thì cũng là Sở Việt tự bỏ tiền mua, có thể chạy được là được rồi. Ở Thanh Châu, nếu để mọi người biết nhà họ Mạnh chúng ta lái loại xe này thì có không phải cười rụng răng sao. Cậu mau rời đi cho tôi. Cậu có rời không? Không rời à? Được thôi, không rời tôi đập nát nó. Bác gái chờ một chút, chiếc xe này chẳng lẽ là... Không thể nào, chắc là cháu nhìn nhầm rồi. Bạch Sương sao vậy? Cậu biết sao? Tớ có nghe bố nói, có một chiếc xe hạng sang tên là Bóng Ma Đêm, trông giống như thế này. Chiếc xe này trên toàn thế giới chỉ có một chiếc, giá trị hơn 80 triệu, mới được vận chuyển về nước cách đây 2 ngày. Ban đầu là xe của chủ tịch tập đoàn Thiên Hào, sao lại có thể ở đây được? Chắc là tớ nhìn nhầm rồi. 80 triệu sao? Bán cả nhà nó đi cũng không mua nổi. Cái này không thể nào. Sếp Phương là ông chủ lớn như vậy, không thể tặng mình xe giả được. Thực ra muốn xác minh chiếc xe này thật hay giả, có một cách. Cách gì? Nghe nói Bóng Ma Đêm thật, đèn xe đều được nạm bằng những viên đá quý hàng đầu, chỉ cần bật lên thì dù là trong đêm tối cũng sẽ sáng như ban ngày, còn có thể xuất hiện hình ảnh rồng thăng thiên. Vậy thì tôi thử xem. Cậu thử cái gì? Cái thứ đồ chơi này của cậu, đèn xe sáng được là tốt lắm rồi, còn đòi thử, mất mặt quá. Thôi bà, nó muốn thử thì cứ để nó thử đi. Này, tôi nói cho cậu biết, nếu chiếc xe này không phải là Bóng Ma Đêm thì chuyện cưới xin của cậu và cầm thư nhà chúng tôi đến đây là chấm dứt. Cậu cút đi đâu thì cút. Sở Việt, hay là thôi đừng thử nữa. Dù không thử, bố mẹ em cũng sẽ không đồng ý cho chúng ta kết hôn. Không bằng liều một phen. Huống hồ sếp Phương là ông chủ lớn như vậy, anh ấy không thể lừa anh được. Lạ thật, sao không có phản ứng gì vậy? Bật đèn lên đi. Sao không bật đi? Ôi Sở Việt ơi, tôi đã nói đây là đồ giả mà, đừng nói là cậu nhặt nó từ bãi rác về đấy nhé. Một chiếc xe tồi tàn còn giả vờ là Bóng Ma Đêm gì chứ, hư thật là buồn cười. Quả nhiên là tôi nhìn nhầm, Bóng Ma Đêm sao có thể ở trong tay anh ta được. Cẩm Thư, cậu cũng thấy rồi đấy, tên này toàn nói dối, không xứng với cậu chút nào. Chúng ta đi thôi. Ấy, Cẩm Thư. Đó là hình ảnh rồng thăng thiên. Cái gì cơ? Vậy là chiếc xe này thực sự là chiếc Bóng Ma Đêm trị giá 80 triệu ư? Suýt quên mất, sếp Phương đã nói chỉ cắm chìa khóa thôi là chưa đủ, còn phải ấn công tắc này nữa. Không ngờ thực sự là Bóng Ma Đêm. Trước chiếc xe sang trọng này, tất cả những chiếc xe trên thế giới đều trở nên lu mờ. Đúng vậy đó ông Mạnh, con rể của ông đúng là có chút bản lĩnh. Sở Việt, chiếc Bóng Ma Đêm này thực sự là do anh mua sao? Không phải anh mua, đây là anh trúng thưởng. Tôi còn tưởng cậu thực sự có chút bản lĩnh cơ đấy, không ngờ là gặp may. May mắn cũng là một loại năng lực mà. Bố mẹ, con mua xe về rồi, bây giờ con có thể kết hôn với Cẩm Thư rồi chứ? Tối nay cậu nấu cơm rửa bát được ạ? À? Vợ ơi, ôi, hôm nay có tiệc họp lớp, em lái chiếc xe này đi, em khoe khoang một chút. Anh làm gì vậy? Vợ, An đã ngủ rồi, chúng mình động phòng thôi.
Nhìn cái vẻ háo sắc của anh kìa, em có chuyện muốn nói với anh. Còn chuyện gì quan trọng hơn cả chuyện này sao? Anh đứng dậy trước đã. Ngày mai đến công ty em làm việc đi, em sắp xếp cho anh một chức quản lý. Như vậy sau này trước mặt bố mẹ em, anh cũng có thể ngừng cao đầu một chút. Anh không đến công ty em làm việc đâu, bị đồn ra ngoài người ta lại bảo là anh ăn bám anh. Em biết anh không phải người như vậy, nhưng thái độ của bố mẹ em, anh cũng thấy rồi đấy. Nếu anh ở trước mặt họ mà không có tiến triển gì, họ mà ép em ly hôn với anh thì sao? Yên tâm đi bà xã, anh đã có dự định rồi. Ngày mai anh sẽ đi phỏng vấn ở một công ty lớn. Công ty gì vậy? Đến lúc đó em sẽ biết, chắc chắn sẽ khiến bố mẹ em phải nhìn anh bằng con mắt khác. Đêm xuân đáng giá ngàn vàng. Tập đoàn Thiên Hào, tập đoàn giàu nhất thế giới. Sở Việt tôi tới đây. Này nhóc, phỏng vấn bảo vệ à? Đúng vậy, đi theo lối này. Ồ, người đó sao lại giống bố mình thế? Này, đi bên này. Vâng, chắc chắn là mình nhìn nhầm rồi. Sở Việt có học vấn cấp 3. Đúng vậy, cậu bị loại rồi. Tại sao vậy? Bảo vệ của tập đoàn Thiên Hào chúng tôi ít nhất cũng phải có bằng thạc sĩ trở lên. Cậu nhìn người bên trái cậu này, thạc sĩ ngành tài chính của Đại học Thanh Bắc. Còn người bên phải cậu này, tiến sĩ FMA vừa về nước. Cậu tự thấy mình có tư cách gì để cạnh tranh với họ? Thưa đội trưởng, mặc dù trình độ học vấn của tôi không cao bằng họ, nhưng tôi cao hơn họ. Tôi khỏe hơn, tôi có thể khiêng vác, tôi có thể khiêng được hàng chục kg đồ mà không thở gấp. Hay là anh cho tôi thử xem. Đội trưởng, không ổn rồi, thang máy bị hỏng, hơn 100 thùng nước không đưa lên được. Vô dụng thì vác lên. Đội trưởng à, tòa nhà cao 80 tầng, anh muốn chúng tôi mệt chết à? Nuôi các cậu tốn công. Nhóc, cậu không phải nói là mình có thể khiêng vác sao? Chỉ cần cậu có thể chuyển hết hơn 100 thùng nước kia lên trên trong 2 tiếng, tôi sẽ cho cậu vào tập đoàn Thiên Hào. Leo 80 tầng còn phải vác nước nặng như vậy, 2 tiếng làm sao hoàn thành được? Đúng vậy, ngay cả súc vật cũng không làm được như vậy. Nhóc, không muốn à? Tôi nói cho cậu biết, trong xã hội bây giờ, cậu không có gia thế, không có học vấn, cậu chỉ có thể dựa vào sức lực của mình, nếu không thì cậu chẳng là gì cả. Thế nào, vác không? Tôi vác. Con trai tôi sao lại ở đây? Tôi đi điều tra xem sao ạ. Thưa chủ tịch, đã điều tra rõ rồi. Cậu chủ đến đây để ứng tuyển vị trí bảo vệ. Tôi muốn rèn luyện con trai mình, nhưng cũng không thể để họ hành hạ nó như vậy. Nhanh chóng xử lý đi. Vâng. Thưa đội trưởng, tôi đã chuyển hết nước rồi, ngày mai có thể đến làm việc rồi chứ? Cậu dựa vào cái gì mà đòi đến làm việc ở tập đoàn Thiên Hào của chúng tôi? Không phải anh nói, chỉ cần tôi chuyển hết nước trong vòng 2 tiếng, anh sẽ cho tôi làm bảo vệ sao? Ồ, tôi có nói vậy sao? Sao tôi không nhớ nhỉ? Cậu có nhân chứng không? Ừ, vừa nãy anh ta cũng có mặt, anh ta có thể chứng minh. Tôi không nghe thấy gì cả. Các người hùa với nhau lừa tôi đúng không? Ai lừa? Tự cậu muốn đi vác, liên quan gì đến chúng tôi? Một kẻ học vấn cấp 3 còn muốn vào tập đoàn Thiên Hào, cậu tưởng công ty này là của bố cậu à? Nhanh cút đi cho tôi. Tôi nói cho anh biết, hôm nay nếu không cho tôi một lời giải thích thì tôi sẽ không đi. Dám đến tập đoàn Thiên Hào gây chuyện à? Người đâu? Đánh gãy chân chó của cậu ta rồi đuổi ra ngoài. Chị Yến Tuyết, chủ tịch Sở có chỉ thị, hôm nay bộ phận bảo vệ có một người tên là Sở Việt ứng tuyển, chúng ta phải tuyển vào công ty. Nếu không thì tất cả chúng ta đều không cần đi làm nữa. Cái gì? Cô nói chủ tịch Sở đích thân ra lệnh sao? Nhanh lên, trong vòng 3 phút phải tìm ra người tên là Sở Việt. Làm gì đó, tập đoàn Thiên Hào của các người làm việc như vậy sao? Không tôn trọng lẽ phải, luật pháp gì sao? Hừ, lẽ phải, luật pháp. Ở địa bàn này, tao chính là lẽ phải, tao chính là luật pháp, đuổi ra ngoài cho tao. Làm gì vậy, dừng tay. Ôi, giám đốc La, hôm nay sao chị lại có thời gian rảnh đến đây vậy? Cậu nhìn linh tinh gì đó. À, chị chính là giám đốc đúng không? Đội trưởng đội bảo vệ của tập đoàn Thiên Hào mấy người đã thất hứa còn đánh người ứng tuyển. Mấy người có quản không? Quản, chúng tôi nhất định sẽ quản. Xin hỏi anh có phải là anh Sở Việt không? Đúng vậy, chị quen tôi à? Mau thả ra. Anh nói là anh ta vừa rồi nói dối lừa gạt anh và đánh anh sao? Đúng, là anh ta. Giám đốc La, cậu ta vừa phỏng vấn không đậu, xấu hổ tức giận nên muốn đánh người. Tôi chỉ muốn dạy cho cậu ta một bài học. Ai nói anh Sở không đậu phỏng vấn? Anh Sở, anh được nhận rồi. Hả? Không phải, tôi không phải gây sự vì không được nhận. Nếu mọi người thấy tôi đủ khả năng thì hãy nhận, đừng vì tôi gây sự nên nhận. Anh hoàn toàn đủ khả năng. Tập đoàn Thiên Hào của chúng tôi có 50 phòng ban lớn nhỏ, hơn 2.000 vị trí, tùy anh lựa chọn. Anh muốn làm quản lý phòng tài chính hay làm giám đốc phòng pháp chế? Tôi chỉ đến đây để ứng tuyển làm bảo vệ. Tôi làm bảo vệ là được. Vậy thì thế này, vị trí đội trưởng đội bảo vệ của công ty chúng tôi giao cho anh. Ấy, không không không, giám đốc La, còn tôi thì sao ạ? Anh ấy hả? Anh bị đuổi việc rồi. Ớ, thu dọn đồ đạc rời khỏi đây ngay cho tôi. Giám đốc La, chị làm vậy cũng quá vô lý rồi. À, giám đốc La, tôi biết rồi, cậu ta là bạn trai chị phải không? Nên chị mới bao che cho cậu ta. Cái ngữ như anh mà cũng dám sỉ nhục La Diễm Tuyết tôi à? Mau thu dọn đồ đạc cút khỏi đây cho tôi, nếu không tôi sẽ cho người ném anh ra ngoài. Nhìn gì mà nhìn, này này. Từ ngày mai, anh Sở sẽ là đội trưởng của mọi người. Đội trưởng.
ngon không bố? Anh bạn, ăn một xiên không? Hôm nay sao mà hào phóng thế, mời bố ăn xiên nướng cơ. Bố, nói bố nghe một tin tốt nhé, con được vào tập đoàn Thiên Hào rồi. Sau này ngày nào con cũng đưa bố đi ăn xiên nướng, con trai bố giỏi quá. Thế làm chức gì ở đấy, làm bảo vệ ạ, hơn nữa còn làm đội trưởng hương cơ, giỏi quá giỏi quá. Bố còn là chủ tịch tập đoàn Thiên Hào đây này. Sao lại là cô ta? Má ơi, ai vậy? Sao khí thế quá trời, con đi làm việc đã nhé. Sở Thiên Hùng, đứng lại cho tôi. Chiến thần Phá Vân đại nhân, sao cô lại có thời gian đến đây thế? Cái gì? Cô ta chính là Chiến thần Phá Vân, chiến thần số 1 đại hạ Quý Lâm Lang. Bắt con, chiến thần nhà chúng tôi có món nợ phải tính toán với ông ta. Biết điều thì cút nhanh. Ấy ấy ấy, chiến thần ơi, có gì thì từ từ nói, từ từ nói. Bố, sao bố lại chọc phải người có địa vị thế này? Khi chuyện kể ra dài lắm. Vừa rồi anh gọi em là gì, chiến thần đại nhân? Đáng ghét. Trước đây rõ ràng anh gọi người ta là Tiểu Điềm Điềm mà. Hả? Bố, bố, này, này, là sao vậy? Cậu ta là ai? Đây là con trai tôi, Sở Việt. Con chính là Việt Nhi à? Đúng là đẹp trai y hệt bố. Để mẹ tự giới thiệu, mẹ là bạn gái bố con, cũng chính là mẹ nhỏ của con, Quý Lâm Lam. Mẹ nhỏ. Không thở được nữa rồi. Xin lỗi nhé, tại to quá, nhưng mà bố con thích lắm. Đã nói với em rồi còn gì, không có chuyện gì thì đừng đến tìm anh, đừng để bị ảnh hưởng, tại người ta nhớ anh mà. Tối mai là buổi lễ đăng cơ lên chiến thần chính sao của người ta, anh nhất định phải đến đó để xem đã. Mình đang nằm mơ có đúng không? Chiến thần số 1 đại hạ, sao lại nhìn chúng bố mình được? Việt Nhi, có thời gian thì cũng đến nhé. Tôi hả? Đây là thiệp mời, đến lúc đó mẹ sẽ cho người sắp xếp vị trí VIP gần sân khấu nhất cho con. Nhất định phải đến đấy nhé. Dạ vâng ạ, tôi nhất định sẽ đến đúng giờ. Gọi mẹ nhỏ. Mẹ nhỏ, đây thế còn được. Đi thôi cục cưng, em đã đặt phòng tại nhà hàng sang trọng nhất Thanh Châu rồi, chúng ta đến đó thưởng thức bữa tối dưới ánh nến thôi. Bố mình thế mà lại tìm chiến thần làm mẹ nhỏ cho mình. Vợ ơi, anh về. Sếp Hoàng, sếp Hoàng, anh cân nhắc thêm được không sếp? Alo, Hoàng. Sếp Hoàng, vợ ơi, sao, sao thế em? Cậu vẫn còn mặt mũi hỏi làm sao à? Cẩm Thư vì cậu mà từ chối liên hôn với Cung thiếu gia, hiện giờ nhà họ Cung liên hợp toàn bộ xí nghiệp tại Thanh Châu cùng đối phó với nhà họ Mạnh, toàn bộ hợp đồng của tập đoàn Vân Thăng đều bị chấm dứt rồi. Tên Cung Nhất Minh này sao lại không biết xấu hổ như vậy? Là ai đang nói xấu thiếu gia đây? Ở sau lưng thế hả? Cung thiếu gia, Cung thiếu gia, sao cậu lại đến đây? Tôi đến để cho nhà họ Mạnh một cơ hội cuối cùng, chỉ cần đồng ý để Cẩm Thư gả cho tôi không những có thể gỡ bỏ phong sát đối với nhà họ Mạnh, mà còn có thể khiến nhà họ Mạnh bước lên một tầm cao mới. Đây là thiệp mời dự lễ đăng cơ của chiến thần Phá Vân, đúng thế. Thiệp mời này nhà họ Cung phải dùng toàn bộ nguồn lực mới lấy được, cũng chính là thiệp mời dự lễ đăng cơ của chiến thần Phá Vân. Với những nhân vật lớn như bà ấy, chỉ cần chúng ta có thể được gặp mặt, sau này nhà họ Cung sẽ một bước lên trời tại Thanh Châu này. Chỉ cần Cẩm Thư đồng ý, tôi có thể đưa cô ấy cùng đi. Vợ ơi, đừng nghe hắn, chỉ là một tấm thiệp mời thôi mà. Anh cũng có, chỉ là một tấm thiệp mời thôi mà. Anh cũng có, anh có cái khỉ gì hả? Anh tưởng lễ đăng cơ của chiến thần Phá Vân là nơi mà con chó con mèo nào cũng có thể. Anh có thật hả, Sở Việt? Anh lấy thiệp mời này ở đâu thế? Mẹ nhỏ cho anh đấy, mẹ nhỏ của cậu, người bố bóc quẹt nghèo rất mùng tơi kia của cậu mà cũng có người để ý á. Cậu lừa quỷ đấy hả? Đừng nói là mẹ nhỏ anh nhặt được từ đống rác nào đó nhé. Thiệp mời này là giả. Là giả hả? Thiệp mời này mặc dù giống hệt với thiệp mời của tôi, nhưng mà nhìn kỹ về màu sắc thì sẽ thấy của tôi là màu đỏ, còn thiệp giả này màu vàng, chắc chắn là đồ giả rồi. Đúng thật là. Sở Việt, cậu lại đi lấy một tấm thiệp mời giả để đối phó với bà đây, này không thể nào là giả được. Thiệp này là mẹ nhỏ đích thân đưa cho con. Hơn nữa nghi lễ kia chính là để dành cho mẹ nhỏ, càng nói càng vô lý. Nghi lễ đăng cơ rõ ràng là dành cho chiến thần Phá Vân, cậu nói vậy ý là bảo mẹ nhỏ cậu chính là chiến thần Phá Vân ấy hả? Bác trai, bác coi trọng hắn quá rồi đấy, loại công nhân bốc bạch ở công trường như bố hắn, đến con chó cái ven đường nhìn thấy còn né. Làm gì có chuyện được chiến thần để ý đến, lẽ nào mẹ nhỏ mình thật sự không phải là chiến thần Phá Vân? Bố mình bị lừa rồi, anh nói lại lần nữa xem nào. Đủ rồi, cậu vẫn còn tâm trạng chém gió ở đây à? Đã tìm được việc chưa? Tìm được rồi. Đơn vị rác rưởi nào lại nhận loại vô dụng như anh chứ? Đừng nói là tập đoàn lừa đảo nhé, hay là công ty không ngóc đầu lên nhìn đời được nào đó. Tập đoàn Thiên Hào Lạc Yên Tuyết đến. Phim được dịch bởi Vita Media. Giám đốc tập đoàn Thiên Hào đến á? Vừa rồi tôi còn chưa nói hết, tôi được vào tập đoàn Thiên Hào rồi. Sở Việt, hôm qua anh nói phải phỏng vấn với một công ty lớn, là tập đoàn Thiên Hào à? Đúng thế. Sao, thấy chồng em giỏi chưa? Giỏi, nói khoác ít thôi. Tập đoàn Thiên Hào là tập đoàn tài chính hàng đầu thế giới, làm gì có chuyện đi tuyển một tên vô dụng như này. Anh được. Không tin, hỏi cô ấy là biết. Không sai, anh Sở đã được tập đoàn Thiên Hào tuyển dụng, hôm nay tôi đến để gửi hợp đồng với đồng phục. Đồng phục, không hổ là tập đoàn hàng đầu, còn có cả đồng phục này cũng trang trọng quá rồi ấy. Đúng thế, đúng thế, đúng lúc hôm nay tôi cũng được mở rộng tầm mắt. Anh Sở, đây là hợp đồng nhậm chức của anh. Cảm ơn, đây là đồng phục. Vợ ơi, nhìn này, đây là đồng phục bảo vệ mà. Sở Việt, rốt cuộc mọi chuyện là sao hả? Tên kia, anh nói vào được tập đoàn Thiên Hào mà anh nói chính là vào làm bảo vệ đấy nhé.
Là đội trưởng, đội bảo vệ, vớ vẩn, đội trưởng bảo vệ thì cũng vẫn chỉ là chó gác cổng thôi. Nếu để người ngoài biết, con rể của nhà họ Mạnh làm bảo vệ, bị truyền ra ngoài thì nhà họ Mạnh làm sao còn lăn lộn ở thôn này. Nhưng lúc cục dân sự vẫn chưa ta làm, mau đến làm thủ tục ly hôn đi, nhà họ Mạnh không chịu được nỗi nhục này. Bố, mẹ, sợ việc dựa vào năng lực bản thân và được tập đoàn Thiên Hào chứng tỏ anh ấy đang cố gắng để bản thân ngày một tốt hơn, như vậy là đủ, còn lại không quan trọng. Mạnh Cẩm Thư còn đủ sức nuôi anh ấy, nó có nỗ lực hơn nữa thì cũng vẫn chỉ là một bảo vệ thôi, còn có tiền đồ gì được. Ông nói làm việc ở tập đoàn Thiên Hào chúng tôi không có tiền đồ, lẽ nào ông là đang nghi ngờ năng lực với địa vị của tập đoàn Thiên Hào đấy hả? Có tin tập đoàn Thiên Hào chúng tôi hắt xì nhẹ một cái thôi là có thể khiến nhà họ Mạnh phá sản không? Ấy không không, giám đốc đã không có ý đó, không có ý đó, tốt nhất là không phải. Anh Sở, tôi đã đưa đồ đến hết rồi, ngày mai tôi sẽ đích thân ở cổng công ty đón anh đi nhậm chức, để hôm kia được không? Tối mai tôi phải tham gia một buổi tiệc được chứ? Cảm ơn. Này, đừng nói là anh định cầm tấm thiệp mời giả này đi tham gia nghi lễ đăng cơ đấy nhé. Cũng không sợ bị người khác vứt ra ngoài như một con chó à? Đương nhiên là phải đi rồi, chưa biết chừng của anh mới là giả ấy. Được thôi, vậy thì ngày mai thiếu gia đây sẽ đợi để chính mắt nhìn thấy anh bị ném ra ngoài. Sở Việt, ngày mai cậu định đi thật đấy à? Đúng thế, mẹ nhỏ tôi bảo tôi đi. Hơn nữa, tham gia nghi lễ đăng cơ của chiến thần Phá Vân là sẽ có thể cứu được tập đoàn Vân Thăng. Có muốn gì đi thì cậu tự đi, tôi không muốn mất mặt theo đâu. Tôi cũng không đi, đi thôi. Sở Việt, để em đi cùng anh. Sở Việt, để em đi cùng anh. Vợ, em tin anh hả? Em sợ tấm thiệp mời này của anh là giả, người khác làm khó anh, lại không ai nói đỡ cho, em cũng không tin anh. Mẹ nhỏ ơi là mẹ nhỏ, mẹ nhất định không được lừa tôi đâu đấy nhé. Đứng lại, hôm nay là nghi lễ đăng cơ của chiến thần Phá Vân, chỉ có khách quý được mời mới được vào trong, mời xuất trình thiệp mời. Kiểm tra của tôi trước, hắn khả năng cao là giả, sống vội vậy để đi đầu thai hay gì? Anh, tên khốn kiếp, lần trước ở khách sạn Thế Hào làm chúng tôi mất mặt trước đã đông, lát nữa đợi tôi gặp được chiến thần Phá Vân rồi, trở thành thế gia số 1 Thanh Châu, tôi nhất định sẽ tính sổ với cậu. Đúng thế, đến lúc đó chúng ta sẽ đánh gãy hai chân hắn, sau đó chơi vợ hắn trước mặt hắn. Anh cứ vào trong đã đi rồi hãy nói, nhỡ đâu thiệp của anh lại là giả, thế chúng ta cùng xem rốt cuộc ai là thật ai là giả. Thiệp mời của anh là thật ạ, mời vào. Tên kia, của tôi là thật rồi nhé, thiệp của anh hoàn toàn khác với tôi. Kết quả thế nào, chắc không cần tôi nói nhiều đâu nhỉ, đây là nghi lễ đăng cơ của chiến thần Phá Vân. Thế mà cậu cũng dám làm giả, xem ra không cần nhà họ Cung ra tay, thì tên nhóc cậu cũng đã đi đời rồi. Không thể nào, mẹ nhỏ sao lại lừa mình được, ông xã, chúng ta về thôi. Đứng lại, nếu hai người làm giả thiệp mời, tôi có thể tha cho. Nhưng nếu hai người làm giả quân chương trên thiệp, vậy thì chính là làm giả quân lệnh, phạm tội chém đầu. Có quân chương này, đồng chí hộ vệ, mau gọi người đến bắt hắn lại, chém đầu luôn. Mau dẫn theo vài người đến đây, đúng thế, chính là vị nhân vật cấp chồng ơi, phải làm sao bây giờ? Anh xin lỗi vợ. Mẹ nhỏ anh lừa cả anh mất rồi, đùa gì quá đáng vậy. Mời khách quý vào trong. Bố, chuyện này là sao? Bố hiểu rồi, nhất định là chiến thần Phá Vân kính trọng chúng ta là thế gia số 1 Thanh Châu, nên cho người đặc biệt đến đón tiếp chúng ta. Thì ra là thế. Sở Việt, mở to cái mắt chó của anh ra mà nhìn, đãi ngộ mà tôi được nhận, cả đời này anh cũng không có được. Thảm đỏ là nơi anh cũng xứng được đi à? Đồng chí hộ vệ, này là sao thế? Thế đây không phải là chiến thần Phá Vân chuẩn bị cho nhà họ Cung chúng tôi ư? Nhà họ Cung các người chỉ là một con ruồi bé nhỏ ở Thanh Châu này, so với chiến thần Phá Vân của chúng tôi, chả là cái thá gì. Thảm đỏ này là để tiếp đón khách quý cấp cao của ngày hôm nay. Khách quý cấp cao? Lẽ nào là hắn? Quay lại. Alo, con ngoan, có thích nghi lễ mẹ chuẩn bị cho con không? Mẹ nhỏ, mẹ thật sự là chiến thần Phá Vân. Mẹ nhỏ, mẹ thật sự là chiến thần Phá Vân. Lẽ nào mẹ nhỏ còn phải lừa con à? Giờ mẹ nhỏ đang ở bên ngoài đuổi bắt một nhóm tội phạm quốc tế, nghi lễ đăng cơ mẹ sẽ đến muộn một chút. Mẹ chuẩn bị cho con, giấu ở dưới ngai phượng hoàng, nhớ mở ra xem nhé, yêu con. Alo, mọi người có phải nhầm lẫn gì đó rồi không? Thiệp mời của hắn là giả, không thể nào là khách quý cấp cao được. Thiệp mời của chúng tôi khác nhau mà. Ngu ngốc, thiệp mời màu hồng là thiệp mời phổ thông, còn thiệp màu vàng là khách quý cấp cao của chiến thần Phá Vân, được hưởng đãi ngộ cao nhất. Cái gì? Sở Việt, anh nói thiệp mời này là mẹ nhỏ cho anh có đúng không? Sao bà ấy lại thiệp mời của khách quý cấp cao được? Đợi tầm muộn một chút bà ấy đến là biết. Chúng ta đi thôi. Hai người đi sang rìa. Phim được dịch bởi Vita Media. Đó chính là ngai phượng hoàng của chiến thần Phá Vân, nghe nói là được quốc chủ đích thân thưởng, phần thưởng cho công lao của chiến thần chín sao, cả thế giới cũng chỉ có chiến thần đại nhân là có thể nhận được vinh dự như vậy. Mẹ nhỏ ơi là mẹ nhỏ, mẹ giấu quà ở trang trọng như thế ngay dưới ngai vàng là muốn làm khó tôi hay gì? Vợ ơi, em đợi anh một lát nhé. Anh đi đâu? Anh đi lấy quà mẹ nhỏ cho anh.
anh đi lấy quà mẹ nhỏ cho anh. Tên nhóc kia là ai thế? Thanh Châu chúng ta còn có nhân vật như vậy ư? Đúng thế. Đến với nghi lễ đăng cơ của chiến thần Phá Vân, đều là các gia tộc, không phú thì cũng quý. Sao lại có một tên lạ mặt như vậy nhỉ? Nhìn kìa, hắn định làm gì thế? Quát con, cậu định làm gì? Đó là ngai phượng hoàng mà quốc chủ thưởng cho chiến thần Phá Vân. Có chạm một cái thôi cũng không được à? Quát con, ngai phượng hoàng này là phần thưởng cho công lao. Phá tan sáu nước chấn động chín châu của chiến thần đại nhân, chỉ có duy nhất chiến thần đại nhân là được ngồi. Cậu tự ý đụng chạm, nhất định sẽ khiến chiến thần đại nhân tức giận, trừng phạt Thanh Châu. Đúng thế. Nếu giờ Thanh Châu mà khiến chiến thần phật ý thì sẽ lụi bại từ đây. Sở Việt, mau xuống đi anh. Không sao, mẹ nhỏ chắc chắn sẽ không trách anh đâu. Tên kia mau dừng tay lại ngay. Tham kiến thành chủ. Bất con, nếu không muốn mất mạng thì mau cút xuống đây, nếu không tôi sẽ cho người đánh gãy hai chân chó của cậu, ném xuống hồ cho cá ăn. Thành chủ đại nhân, tên này được chính chiến thần Phá Vân gửi cho thiệp mời khách quý cấp cao, nhớ đâu hắn thật sự có quan hệ gì đó với chiến thần, ngài vẫn nên cẩn thận chút thì hơn ạ. Mọi người đều bị hắn lừa hết rồi. Thành chủ đại nhân, ngài nói vậy là có ý gì? Tôi đường đường là thành chủ, là tâm phúc của chiến thần đại nhân tại Thanh Châu này, nhưng cũng chỉ nhận được thiệp mời đá kim cương. Một tên nhóc như hắn làm sao mà có thiệp mời khách quý cấp cao được? Thành chủ đại nhân nói đúng lắm, thì ra chúng ta đều bị tên này lừa rồi. Ông xã, có khi nào mẹ nhỏ anh lừa anh không? Không thể nào. Mẹ nhỏ anh y hệt như trên TV mà. Bất con, đầu óc cậu có vấn đề à? Nữ chiến tướng 7 sao của đại hạ, diệt 6 nước, chấn động chính châu, lại đi làm mẹ nhỏ cho cậu á? Không chỉ thế, mọi người có biết không, bố của hắn chính là một tên công nhân quèn, đến con chó cái ven đường nhìn thấy cũng muốn né. Cái gì? Công nhân á? Thế mà dám không biết xấu hổ nói chiến thần đại nhân với ông bố công nhân bốc gạch là một đôi, dám sỉ nhục chiến thần đại nhân như thế, luận tội đáng chém đầu. Làm công nhân thì đã làm sao? Bố tôi dũng cảm, có trách nhiệm, lương thiện, dám đảm đương, sao chiến thần Phá Vân không để ý? Thành chủ đại nhân, theo tôi thấy đừng nói nhiều với tên oát này làm gì nữa, nhân lúc chiến thần đại nhân còn chưa tới, đánh chết hắn ném ra ngoài đi. Đừng mà, tên này đợi đã. Mẹ nhỏ tôi nói rồi, dưới ngai phượng hoàng này có để quà cho tôi, nếu ở phía dưới có quà chứng tỏ mẹ nhỏ tôi chính là chiến thần Phá Vân. Được thôi, đừng trách tôi không nhắc cậu, cậu động vào ngai vàng dù thế nào cũng sẽ phải chết. Tìm thấy rồi. Sở Việt, cậu nói chiến thần Phá Vân chuẩn bị quà cho cậu chính là giải lụa đen này à? Tôi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Các vị, tên này rõ ràng thèm muốn sắc đẹp của chiến thần Phá Vân, lấy trộm tất chân của chiến thần, làm chuyện vô liêm sỉ, đúng là bẩn thỉu cùng cực. Người đâu, bắt tên báng bổ chiến thần đại nhân này lại, nghiền nát xương giải thành cho tôi. Làm cái gì đấy? Ông xã, vợ ơi tin anh, anh không ăn trộm tất đâu, em biết. Thành chủ đại nhân, tôi cầu xin ông, chắc chắn có hiểu lầm gì đó ở đây. Một nhà họ Mạnh còn con mà cũng có mặt mũi đứng trước mặt tôi cầu tình à? Cũng không nhìn lại xem mình có tư cách hay không. Cẩm Thư, chuyện đã đến nước này rồi, cô còn nói đỡ cho tên vô dụng đấy nữa, hay là thế này đi, chỉ cần cô đồng ý gả cho tôi sẽ thay cô nói với thành chủ vài câu. Cung Nhất Minh, anh có biết xấu hổ không hả? Vợ ơi đừng đồng ý với hắn. Cung Nhất Minh, nằm mơ đi, cùng lắm thì tôi chết cùng Sở Việt. Được thôi, nếu đã muốn chết vậy tôi cho cô toại nguyện. Thành chủ đại nhân, ra tay đi ạ, lôi hết ra ngoài cho tôi. Kể từ nay nhà họ Mạnh sẽ bị xóa sổ khỏi Thanh Châu. Lý Thủ Trương, đến lượt ông làm chủ Thanh Châu từ khi nào thế? Mẹ nhỏ, tham kiến chiến thần đại nhân. Tên vô dụng, chiến thần đại nhân ở đây, con không mau quỳ xuống. Gọi ai vô dụng đấy? Chiến thần đại nhân, tôi nói là nói tên vô. Gọi ai? Tôi. Chiến thần đại nhân, tên này dám làm loạn tại nghi lễ đăng cơ của ngài, còn dám nói ngài là món nợ của ông, lát nữa tôi sẽ tính. Hỏa phượng lệnh, là hỏa phượng lệnh kìa. Hỏa phượng lệnh mà xuất hiện, chín châu đều hay. Xem ra chiến thần Phá Vân muốn tuyên bố một chuyện kinh thiên động địa đây. Bố, bố nói xem chiến thần đại nhân định tuyên bố chuyện gì. Hỏi bố, bố biết hỏi ai. Nhưng mà xem tình hình thì Sở Việt cùng với nhà họ Mạnh đều đi đời rồi. Nhà họ Mạnh mà không còn thì nhà họ cùng chúng ta có thể nhân cơ hội này thôn tính được rồi. Hỏa phượng lệnh thông cáo chín châu, Quý Lâm Lang tôi chính là mẹ nhỏ của Sở Việt, ai dám đối nghịch với Sở Việt, Quý Lâm Lang tôi cùng với 26 sư đoàn lãnh thổ phía Bắc sẽ sát phạt đến cùng. Sao lại thế được? Ngài ấy chính là mẹ nhỏ của tên kia. Hắn sao lại là hắn được? Bố hắn chỉ là một tên đàn ông hạ đẳng, sao có thể so sánh với chúng ta? Vào đâu mà chiến thần Phá Vân chọn ông ta chứ không chọn tôi? Đúng thế, cơ mùng. Lần này các người hại chết tôi rồi. Thế nào, thấy mẹ nhỏ con ngầu không? Ngầu, quá ngầu luôn. À mẹ nhỏ này, mẹ nói là chuẩn bị quà cho tôi mà, sao lại là cái này? À mẹ lấy nhầm mất, cái mẹ muốn đưa cho con là cái này.
đấy là Nhẫn Ngọc Long. Nhẫn Ngọc Long là cái gì? Nhẫn Ngọc Long là khi chiến thần Phá Vân đánh đổ nước Nô, được quốc chủ thưởng cho bảo vật này. Chỉ có gia tộc nhất phẩm trở lên mới được sở vào, những gia tộc có địa vị như mấy người không biết cũng là chuyện bình thường. Mấy người chỉ cần biết nhẫn này ở trong xã hội thượng lưu, có thể tung hoành ngang dọc là được. Đây chỉ là cái nhẫn bình thường thôi mà. Nhẫn bình thường, đúng thế, nhưng mà trông cũng đẹp đấy. Thôi được rồi, con phải giữ cho cẩn thận đấy, đừng có làm mất. Vâng. Cung Nhất Minh, Mã Cung, hai người muốn đi đâu? À, thật ngại quá, trong nhà đột nhiên có chuyện gấp. Đúng đúng đúng, người anh em, tôi cũng có việc gấp, tôi đi trước nhé. Ai là anh em với anh, vừa rồi anh mượn dao giết người, muốn Ly thành chủ giết tôi, còn muốn cướp vợ tôi, món nợ này tính thế nào đây, dám cướp vợ của con trai tôi. Nhà họ cô chán sống rồi đúng không? Chiến thần đại nhân, đều là hiểu lầm thôi, hiểu lầm, được. Nếu ông đã nói là hiểu lầm, vậy thì để con trai ông nói hắn không xứng cướp vợ với tôi, không xứng với vợ tôi, vậy tôi sẽ xem như hiểu lầm. Thằng khốn, còn không mau nói đi, muốn hại chết nhà họ Cung hay gì? Tôi, Cung Nhất Minh, không xứng cướp vợ với Sở Việt. Nói to lên, tôi Cung Nhất Minh không xứng cướp vợ với Sở Việt. Thế này còn được, nhưng mà nếu anh vẫn còn ở lại Thanh Châu, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, vợ tôi nhìn thấy anh lại buồn nôn, này thì dễ thôi, đuổi nhà họ Cung ra khỏi Thanh Châu, vĩnh viễn không được đặt chân vào Thanh Châu nửa bước. Chiến thần đại nhân, ngài khai ân được không ạ? Toàn bộ tài sản của nhà chúng tôi đều tại Thanh Châu, ngài đuổi chúng tôi ra khỏi Thanh Châu, có khác gì khiến tâm huyết bao năm của nhà họ đổ sông đổ biển đâu? Sự nghiệp lên cao mà chưa hoàn thành thì cũng vô dụng. Này, này là nhà họ Cung đã không cần thiết phải tồn tại nữa. Tôi đã tra khảo triệt để sĩ nghiệp Thanh Châu, phát hiện nhà họ Cung trốn thuế, nộp thiếu thuế, can thiệp vào nhiều cuộc cạnh tranh kinh doanh trái pháp luật, một chuyện lại chồng một chuyện, đủ để khiến các người ngồi mòn đũng quần trong nhà tù rồi. Chiến thần đại nhân, ngài tha cho chúng tôi lần này, tôi thật sự không dám nữa, tôi biết lỗi rồi, lần sau không dám nữa. Lần sau? Không có lần sau nữa đâu. Sau khi bị đuổi ra khỏi Thanh Châu, lần sau của các người chính là ngục u minh đấy. Lôi xuống. Không, không, chiến thần đại nhân, chiến thần đại nhân, tôi sai rồi, đây đều là do ông bố chết tiệt của tôi làm ra, không liên quan đến tôi. Chiến thần đại nhân. Cẩm Thư, cuối cùng hai đứa cũng về rồi. Mẹ, có chuyện gì thế? Có chuyện rồi. Chuyện lớn luôn. Lúc hai đứa không ở đây, người muốn đến xin ký kết hợp đồng, sắp đạp phẳng bậc thềm nhà ta rồi. Nhìn đi, đây là hợp đồng bọn họ để lại. Như thế này ý ạ? Những hợp đồng này toàn bộ đều là hợp đồng bình đẳng. Vợ, hợp đồng bình đẳng là chúng ta phải chịu thiệt à? Không, là đối phương chịu thiệt. Hơn nữa, những hợp đồng này đối với tập đoàn chúng ta chỉ có lợi chứ không có hại, có thể nói là mối làm ăn, hoàn toàn không có nguy hiểm gì. Thế bọn họ đều là đồ ngốc à? Đều là vì mẹ có đứa con rể tốt đó. Hiện tại toàn bộ Thanh Châu đều biết chiến thần Phá Vân là mẹ nhỏ của con. Vì để có được quan hệ với chiến thần, chỉ có thể ao ao kéo đến hợp tác với chúng ta thôi. Tối nay con muốn ăn gì, mẹ làm cho con ăn. Mẹ đừng như vậy, con thấy không quen lắm, thằng bé này. Thật ra tôi thấy tôi xuất sắc hơn Sở Thiên Hùng kia nhiều đấy chứ. Sao chiến thần Phá Vân lại không chọn tôi nhỉ? Ông cũng muốn tìm chiến thần về làm vợ có đúng không? Ấy ấy đau, đau vợ ơi. Sáng mai em phải đến công ty ký hợp đồng, anh đưa An An đến mẫu giám nhé. Phim được dịch bởi Vita Media. Mau xuống xe đi con, sắp trễ rồi. An An, đi thôi. Học ngoan nhé, bye bye bố, bye bye con. Không có mắt à, tránh ra. An An, sao chị lại để người khác thế? Tôi để đấy thì đã làm sao? Tên bảo vệ quen. Tôi là bảo vệ hay không liên quan gì đến chuyện chị để người hả? Chị vô lý vừa thôi. Sao lại không liên quan? Bởi vì anh là bảo vệ nên con anh chỉ có thể như anh, là loại người hạ đẳng. Mà một đứa hạ đẳng thì chỉ xứng nhường đường cho con trai tôn quý của tôi. Con trai tôn quý? Con chị là hậu duệ hoàng đế hay gì? Mở to mắt ra mà nhìn, Đại Thanh diệt phong từ lâu rồi, hoàng đế ở trước mặt nhà họ Lý chúng tôi cũng chỉ là cái đinh. Có biết ông nội con trai tôi là ai không? Là ai? Lý thành chủ của Thanh Châu, Lý thủ trưởng, có thể điều hành cho mọi sự vụ của trên dưới 7620 ngành nghề tại Thanh Châu này. Một câu của ông ấy thôi có thể khiến các người đến phân cũng không có mà ăn tại cái đất này. Lý thủ trương chính là tên đến ho cũng không dám khi đứng trước mặt mẹ tôi đấy hả? Mẹ anh là ai mà cũng dám đụng độ với bố chồng này? Con mụ Trung Hoa kia có xem thể sự không hả? Có biết tại nghi lễ đăng cơ chiến thần đã xảy ra chuyện gì không? Nghi lễ đăng cơ chiến thần, ai mà không hay, ai mà không biết? Sao hôm qua anh canh cửa tại nghi lễ à? Gọi điện thoại cho ông ta bảo ông ta nói cho nghe tôi là ai. Được, nếu anh đã muốn chết vậy thì tôi cho anh toại nguyện. Alo bố hả, hôm nay trên đường con đưa Tiểu Phong đi học, gặp một tên vô dụng canh cửa, nói là quen với bố. Tên gì mà đi không đổi tên, ngồi không đổi họ? Sở Việt. Cái gì? Con chắc chắn không nhầm chứ? Đúng, tên là Sở Việt. Bố qua ngay. Bố chồng tôi sắp tới rồi, anh chết chắc. Bố ơi, nghe nói ông nội Tiểu Phong lợi hại lắm, trên lớp không ai dám đối nghịch với cậu ấy, hay là chúng ta đi nhanh thôi bố. Con trai đừng sợ, ông nội cậu ấy hôm qua suýt chút thì sợ tè ra quần trước mặt bố.
Bố chồng tôi là thành chủ Thanh Châu, anh nghĩ tôi sợ anh sao? Đừng nói với tôi là anh chém gió quá đà, làm bản thân cũng tin không nổi. Vì phụ huynh này, phụ huynh Lý Tiểu Phong không dễ chọc, anh nhanh nói câu gì nhân nhượng cho yên chuyện đi. Cô có quyền lên tiếng ở đây sao? Để con của một đứa hạ lưu như vậy đến đi đây học, mẫu giáo của các người cũng phải có trách nhiệm. Đợi bố chồng tôi tới, tôi nói bố đuổi cổ hết các người, đánh người ta một cách tự tiện như vậy, đúng là một con cọc cái mà. Anh dám mắng tôi, hôm nay tôi đánh luôn cả anh. Tên rác rưởi, anh giỏi lắm, hôm nay anh chết chắc rồi. Tôi cũng muốn xem chị làm gì được tôi, con trai. Tin bố không? Dạ tin hạ, ừ, được. Đợi lát nữa người nhà họ Lý của tôi sẽ nói họ bắt hai bố con các người ném chung vào một ổ chó. Thành chủ Thanh Châu đến. Phim được dịch bởi Vita Media. Anh chết chắc rồi. Bố đến rồi hả? Chính là thằng nhãi này, không những bắt nạt cháu nội của bố, còn dám đụng đến con. Khốn nạn, nhà họ Lý của tôi bị cô hại chết rồi. Sở tiên sinh, ngài và tiểu thiếu gia không sao chứ? Sao có thể không sao? Chị ta tát mông con trai tôi một cái, đúng không con trai? Có đau không? Ông xem. Ngu xuẩn, ai cho cô động tay với tiểu thiếu gia? Bố có nhìn lầm không? Tên rác rưởi này chỉ là một tên bảo vệ quèn thôi mà. Sao bố lại cung kính với cậu ta quá vậy? Câm mồm, cô có biết mẹ nhỏ ngài ấy là ai không? Là chiến thần Phá Vân uy trấn cửu châu đó. Cái gì? Chiến thần Phá Vân là mẹ nhỏ anh ta, Lý thành chủ. Xem ra cô con dâu này của ông ăn ngang nói ngược quen rồi. Nhà họ Lý các người cũng vậy sao? Hay để tôi về nói lại với mẹ nhỏ một chút. Sở tiên sinh, cô ta không phải là người nhà họ Lý. Chuyện cô ta làm không có quan hệ gì với nhà họ Lý của tôi hết. Bố muốn đuổi con ra khỏi nhà họ Lý sao? Nhưng con là con dâu của nhà họ Lý mà. Lập tức đi làm giấy ly hôn với tôi, sau đó dẫn theo đứa nhỏ này cút. Bố, đừng mà. Tiểu Phong là cháu nội ruột của bố mà. Rời khỏi nhà họ Lý, bố bắt hai mẹ con phải sống thế nào? Người đắc tội chiến thần Phá Vân thì dù có là cháu ruột cũng là cái rắm. Người đâu? Dẫn cô ta tới cục dân chính xử lý thủ tục ly hôn, rõ. Đừng mà. Bố, con sai rồi, con không dám nữa đâu. Bố, con sai rồi, bố ơi. Sở tiên sinh, vô cùng xin lỗi, để đền bù, tôi sẽ phái người đặc biệt phụ trách việc đưa đón con trai ngài đi học, bảo đảm sự an toàn của cậu. Sau này, tôi sẽ xem cậu ấy như cháu ruột của mình. Ông ngậm mỏ lại ngay, bố tôi còn chưa chết, định hốt của hồi của ông ấy hả? Con trai, đi học thôi nào. Tạm biệt bố, tạm biệt, đi thôi, học ngoan nhé. Cũng không biết vợ mình ký hợp đồng tới đâu rồi. Cung tiễn Sở tiên sinh. Sếp Trương, được. Sếp Mạnh, lần này có thể hợp tác với tập đoàn Vân Thang quả thật là vinh hạnh của tập đoàn Kim Thế chúng tôi. Tập đoàn Kim Thế chính là sĩ nghiệp lớn số 1, số 2 ở Thanh Châu. Lần này anh có thể cúi người hợp tác với tập đoàn Vân Thang của chúng tôi, người cảm thấy vinh hạnh phải là chúng tôi mới đúng. Sếp Mạnh khiêm tốn quá, cả cái Thanh Châu này ai không biết chồng của cô là con riêng của chiến thần Phá Vân. Vậy nên phải là chúng tôi dựa vào cô mới đúng. Nào, chúng ta ký hợp đồng đi. Cái gì? Sếp Mạnh à, xem ra lần hợp tác này của chúng ta sợ là không thể tiếp tục rồi. Sếp Trương, đã xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng phải chúng ta đã bàn rất kỹ về việc hợp tác sao? Trước đây chúng tôi hợp tác với cô đều là vì nể mặt chiến thần Phá Vân, nhưng giờ thì cô tự xin tin tức đi. Cái gì? Chiến thần Phá Vân tuyên bố chia tay. Tôi nói rồi mà, đường đường là chiến thần Phá Vân uy trấn đại hạ, sao có thể để ý một tên bốc gạch như bố chồng cô được. Tôi thấy ngài ấy chỉ là đang muốn tìm hương vị mới thôi. Không sai, chắc chắn là chiến thần đại nhân chơi chán rồi, cho nên mới đá lão già bốc gạch kia đi. Sếp Trương, vì lần hợp tác này, tập đoàn Vân Thăng của tôi gần như đã đầu tư hết dòng tiền hiện có vào việc mua các nguyên vật liệu có giá trị 200 triệu. Nếu bây giờ anh rút ra, thì số hàng này coi như chúng tôi ôm hết. Chuyện này có khác gì ép chúng tôi phá sản chứ? Sếp Mạnh à, thương trường như chiến trường. Cô xem như lần này, dùng tiền mua một bài học đi. Muốn trách thì trách bố chồng vô dụng kia của cô ấy. Người ta ôm hết nỗi đùi của chiến thần Phá Vân rồi. Đi. Sếp Trương. Tiêu rồi. Tiêu thật rồi. Chủ tịch Sở, thả tin tức ra ngoài chưa? Đã thả ra hết rồi, nhưng mà chủ tịch, sao ông lại muốn chia tay với chiến thần Phá Vân? Bây giờ bên ngoài đều đồn là ông bị chiến thần đại nhân đá rồi. Hào quang của em ấy quá lóa mắt, nếu như người bên ngoài biết em ấy là mẹ nhỏ của Tiểu Việt thì sẽ cho Tiểu Việt những ưu đãi quá mức. Con trai của Sở Thiên Hùng tôi chỉ có thể dựa vào bản thân. Chủ tịch Sở, có phải ông định rèn luyện cậu chuyện cậu ấy tự mở ra một vùng trời mới? Tôi giả làm công nhân bốc gạch, một mực tôi luyện Tiểu Việt hơn 20 năm, chính là vì muốn rèn luyện nó. Ước hẹn 25 năm sắp đến rồi, Tiểu Việt phải nhanh chóng trưởng thành, nếu không đợi đến khi người nhà họ Sở trên kinh đô xuống thì mọi thứ sẽ muộn màng. Ông định đợi tới lúc thích hợp rồi nói với thằng bé thân phận thật của tôi, nhưng trước lúc đó tôi phải cho nó một bài kiểm tra cuối cùng. Buông tôi ra nè. Anh làm gì đó hả? Anh là ai? Đây là chuyện nhà của vợ chồng chúng tôi, ai cần anh xen vào? Mau cút cho tôi. Triệu Cương, chúng ta ly hôn rồi, anh đừng bám tôi nữa. La Yên Tuyết, một đêm vợ chồng cả đời ân ái, chẳng qua tôi chỉ đi đánh bạc thua mấy chục triệu thôi, cô có cần tuyệt tình tới vậy không? Theo tôi về nhà. Anh tránh ra, nhóc con, định xen vào chuyện không liên quan đúng không?
Việc của chị ấy chính là việc của tôi, hôm nay tôi nhất định phải xen vào. Giỏi lắm La Yên Tuyết, chẳng trách cứ kể cả không chịu tái hôn, thì ra là ở bên ngoài bao nuôi trai, có đúng không? Được. Hôm nay tôi đâm chết đôi cẩu nam nữ các người, Sở Việt, cẩn thận. Hôm nay tôi đâm chết đôi cẩu nam nữ các người, Sở Việt, cẩn thận. Tôi nói anh biết, trước giờ tôi chưa từng đánh thua ai, anh có giỏi thì nhào vô. Được lắm. Đôi cẩu nam nữ các người, đợi đó cho tôi. Chị có sao không? Tôi không sao. Sở Việt, cảm ơn cậu. Nếu anh ta lại tới bám chị thì cứ nói tôi biết, tôi giúp chị xử anh ta. Cậu tốt thật. Sở Việt, mày phải tỉnh táo, mày là người đã có vợ rồi. Chị, tôi đi tuần tra đây. Suýt nữa là toang. Mẹ nhỏ, Việt Nhi, mẹ với bố con chia tay rồi. Bố con đúng là đồ nhẫn tâm, nói chia tay là chia cái một. Ngay cả mặt mẹ cũng không thèm nhìn, con nói đi, mẹ có chỗ nào không xứng với anh ấy, xin chiến thần đại nhân nén bi thương. Bố tôi không phải người như vậy đâu. Ấy, để tôi gọi điện thoại hỏi thử cho. Không cần. Nhất định anh ta có con chó khác bên ngoài rồi, muốn bù đắp cũng không kịp nữa rồi. Vậy mẹ nhỏ định làm sao? Mẹ quyết định, diệt ái khóa tim chuyên sự nghiệp, đi biên cảnh diệt mấy tên yêu nô, đập mấy tòa thành trì. Đi ngay hôm nay. Nhanh vậy, cái nơi đau lòng này, một ngày mẹ cũng không muốn ở lại. Đúng rồi Việt Nhi, chiếc nhẫn lần trước mẹ cho con, con phải cất giữ cho cẩn thận, sau này con sẽ dùng tới nó. À, được rồi mẹ nhỏ. Chiến thần đại nhân phải đi rồi, máy bay trực thăng đã ở sân bay chờ, vậy mẹ đi đây, đi từ từ thôi. Alo, mẹ, Sở Việt, cậu lập tức cút về đây cho tôi, trong nhà xảy ra chuyện rồi. Vợ ơi, sao thế em, chồng ơi, công ty sắp phá sản rồi. Cái gì, phá sản? Sao có thể như vậy, cậu còn mặt mũi để hỏi hả? Liệu tại ông bố rắc rối của cậu đắc tội chiến thần phá vân? Bây giờ, tất cả sĩ nghiệp ký hợp đồng với chúng ta đều muốn hủy hợp đồng. Nhưng rõ ràng mẹ nhỏ nói với con, người đề xuất chia tay là bố mà. Chỉ với ông bố già bốc gạch của cậu cũng có mất mũi đá người ta sao? Chỉ có thể là chiến thần đã nhân đá ông ta rồi, không sao đâu vợ, chúng ta cùng nhau nghĩ cách giải quyết, hết cách rồi. Toàn bộ vốn của công ty đều dồn hết vào dự án này, bây giờ 10 dự án đồng loạt bị hủy, gom chung lại thì chúng ta gần như ôm hết mấy tỷ nguyên vật liệu. Em đã vận dụng hết mạng lưới xã hội rồi, nhưng vốn chẳng có ai chịu tiếp quản một số tiền lớn như vậy. Trừ phi cái gì? Tập đoàn Thiên Hào là tập đoàn số 1 thế giới, khắp thế giới chỉ có bọn họ mới nuốt trôi dự án khổng lồ như vậy. Tuy nhiên, với quy mô của tập đoàn Vân Thăng, căn bản không có tư cách hợp tác với tập đoàn Thiên Hào. Vợ à, để anh giúp em. Cậu giúp? Cậu lấy cái gì giúp? Bố quên con là bảo vệ của tập đoàn Thiên Hào rồi hả? Có lẽ một ngày nào đó con có thể gặp được chủ tịch, lúc đó con sẽ cầu xin ông ấy hợp tác với công ty chúng ta. Anh cũng xứng sao? Dương Nghi, sao cậu tới đây? Tớ nghe nói tập đoàn Vân Thăng xảy ra chuyện, nên đã vận dụng mối quan hệ của nhà họ Bạch giúp cậu tìm một người có thể giúp đỡ tập đoàn Vân Thăng vượt qua khó khăn. Đây là Long Đình, trong chiếc cưới của tớ. Cậu chính là thiếu gia Long Đình, người thừa kế của nhà họ Long trên Kinh Đô, chuyện nhà họ mạnh của mọi người. Dương Nghi đã nói với tôi rồi, vừa khéo ngày mai tôi được mời tới tập đoàn Thiên Hào bàn chuyện làm ăn với chủ tịch Sở, tới lúc đó tiện tay giúp mọi người nhắc đến chuyện hợp tác cũng không phải việc gì lớn. Tốt quá rồi, cảm ơn Long thiếu gia. Nhưng mà tôi có một yêu cầu, sau khi chuyện thành công tôi muốn nhận cổ phần vào tập đoàn Vân Thăng, chúng ta cùng nhau làm giàu. Tôi nói mà, vô duyên vô cớ chịu giúp đỡ nhất định là không có lòng tốt. Vợ à, em đừng để ý tới, để anh đi tìm chủ tịch Sở giúp đỡ. Cậu câm miệng đi, nhà họ Long là một sĩ nghiệp lớn, bọn họ chịu nhập cổ phần vào tập đoàn Vân Thăng chính là việc đôi bên cùng có lợi, sao mà khi qua miệng của cậu lại biến thành có ý đồ khác rồi. Con tên kia, tôi nghe nói anh đang làm bảo vệ ở tập đoàn Thiên Hào, có lẽ anh sẽ nhìn thấy chủ tịch Sở ở đằng xa, nhưng đó chỉ là sự ngưỡng vọng của người thuộc tầng lớp thấp với người tầng lớp cao. Còn tôi sẽ được gặp mặt nói chuyện trực tiếp với chủ tịch Sở. Tôi và anh khác xa nhau một trời một vực. Vợ ơi, em nghe anh ta nói kìa, nhìn mặt là biết không phải người tốt rồi. Anh im đi, Long Đình là người tôi tìm đến, anh nói anh ấy có ý đồ xấu thì chẳng khác nào nói tôi hại Cẩm Thư. Này, tôi không có nói nha, tuy nhiên tôi nhắc nhở cô, loại con gái tiểu thư nhà giàu như cô rất dễ bị loại người này bám theo được gạt anh. Đồ vô dụng, cậu không giúp được thì thôi. Còn ở đây dèm pha Long thiếu gia, cậu đi mài bớt cái mặt lại đi, dày quá rồi. Vợ à, trên đời này làm gì có chuyện tốt từ trên trời rơi xuống, hơn nữa anh ta còn tới tận cửa, còn định nhập cổ phần công ty, nhất định là không có ý tốt. Em tin anh, đừng tin anh ta. Được rồi chồng, đừng nói nữa, việc của công ty tự em có sắp xếp. Long thiếu gia, tôi đồng ý. Được, ngày mai tôi đi gặp chủ tịch Sở, sau khi chuyện thành công chúng ta sẽ bàn lại chuyện nhập cổ phần. Vợ à, em phải tin anh, không thể đồng ý. Không phải chỉ là gặp chủ tịch Sở sao, anh cũng có thể giúp em. Được, nếu anh nói anh có thể gặp chủ tịch Sở, vậy ngày mai có dám theo tôi tới tập đoàn Thiên Hào để tôi xem thử rốt cuộc là anh gặp được chủ tịch Sở hay là tôi. Nhìn đi, biết đây là gì không? Tôi đang làm ở đó, anh nói tôi có dám đi hay không? Đơn giản lắm, nếu ngày mai tên bảo vệ quen như anh bị chặn ngoài cửa lớn thì tôi muốn anh hủy sú, gọi tôi là bố, để tôi xem ngày mai ai gọi ai là bố. Con trai, thông gia, tôi đến rồi. Bố, sao bố tới đây? Dáng dấp của người này sao giống với chủ tịch Sở mà mình từng gặp trong đại hội cửu long trên Kinh Đô quá vậy? Long Đình, sao anh cứ nhìn chằm chằm ông bố công nhân của Sở Việt vậy? Công nhân hả? Vậy không sao, chắc anh suy nghĩ nhiều thôi. Bố, sao bố lại tới đây? Bố nghe nói công ty của con dâu xảy ra chuyện, nên đến xem có thể giúp được gì không. Con xem, bố còn mua cho hai đứa con hai con gà mái, để các con bồi bổ cơ thể, có phải lo chuyện công ty
lo tới mệt người rồi không? Y ra, ông mau xích sang chỗ khác đi, tôi muốn chết. Một công nhân như ông thì có thể giúp được cái gì chứ? Ông mau về bốc cái đi. Bố, mẹ, bố của Sở Việt cũng chỉ có lòng tốt thôi. Mẹ không cần, bố con như một toàn gây thêm chuyện thôi. Sở Việt, mẹ nói đúng đó. Lần này anh hất tốc quá, anh không nên cược với Long thiếu gia. Vợ, anh tự có cách riêng. Em dẫn bố mẹ vào nghỉ ngơi trước đi. Bố, chuyện này liên quan tới danh dự của đàn ông, bố nhất định phải giúp con. Chuyện gì? Lúc nãy con mới cá cược với thằng nhóc kia, nói con có thể gặp chủ tịch Sở, giúp vợ con bàn được chuyện hợp tác. Nhưng bố cũng biết, con chỉ là một bảo vệ quen của tập đoàn Thiên Hào thôi, đừng nói là chủ tịch Sở, ngay cả cái bóng của ông ấy con cũng không thấy. Bố không phải nói mình quen chủ tịch Sở sao? Bố còn giúp đỡ ông ấy nữa, nên bố có thể giúp con không? Không thành vấn đề. Ngày mai bố dẫn con vào tập đoàn Thiên Hào. Thật sao bố? Bố có cách hả? Không nói con nghe đâu. Ngày mai thì con sẽ biết. Tốt quá rồi. Bố, vậy bố đi giết con gà giúp con đi. Đi nấu nước cho bố. Hừ, thằng ngốc hờ, con tưởng bố sẽ giúp con thật sao? Đây chính là bài kiểm tra cuối cùng dành cho con. Long Đình, cảm ơn anh vì đã đồng ý giúp Cẩm Thư lần này. Chuyện nhỏ thôi, em là vợ chưa cưới của anh mà, bạn thân em có chuyện, anh tất nhiên phải giúp. Em lên xe đợi anh trước đi. Mạnh Cẩm Thư đã rơi vào cái bẫy của chúng ta. Một khi tôi nhập cổ phần thành công, khống chế được tập đoàn Vân Thăng, thì có thể lấy được thứ chúng ta muốn. Một món đồ có giá trị hơn chục tỷ. Bố xem, đây chính là cửa vào tập đoàn Thiên Hào. Được canh gác rất nghiêm, chỉ có nhân viên cấp 2 trở lên mới có tư cách đi vào. Còn một tên bảo vệ quen như con, vốn chẳng có tư cách vào đó. Bố có cách, yên tâm đi, con xem đây là gì. Đây là cái gì? Bố đã giúp chủ tịch Sở, nên ông ấy cho bố thẻ VIP chí tôn. Nói là có thể dùng tấm thẻ này ra vào tập đoàn Thiên Hào một cách tùy ý. Bố đúng là đỉnh của chóp. Bố, mình thử đi. Đi đâu đó? Tôi muốn đi gặp chủ tịch Sở. Chủ tịch Sở là người mà một công nhân như ông muốn gặp là gặp sao? Tôi có thể, là thẻ công ty các người. Này, 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 các người làm gì đó? Dáng dấp của người này, sao giống chủ tịch Sở quá vậy? Không đúng, nhất định là mình nhìn nhầm. Giám đốc Hà, hình như cậu ta là Sở Việt, đội trưởng đội bảo vệ tổ A của công ty. Cậu là bảo vệ mà trông cửa kiểu gì thế? Sao lại để cho một lão già công nhân vào đây, đuổi ông ta ra ngoài? Giám đốc Hà, đây là bố tôi, bố cậu. Đúng, bố cậu đến đây làm gì? Mấy kẻ không có thân phận như các cậu lấy tư cách gì đến khu vực này? Mau cút đi, sao tôi lại không thể đến? Tôi có thể VIP của công ty các người, tôi muốn gặp chủ tịch Sở. Ha ha. Ông chém gió, cũng ra dáng ra hình quá. Cái này hả? Cầm một tấm thẻ xe bus tới dẫn mặt với bọn tôi hả? Bố, cái này là thẻ xe bus mà. Cầm nhầm, tôi thấy ông chỉ đang chém gió mà thôi. Còn không mau tống cổ bọn họ ra ngoài. Ấy, đừng, từ từ nói ha, đều là đồng nghiệp, nhóc con, bài kiểm tra bắt đầu rồi. Bố muốn nhìn xem, con có thể dựa vào khả năng của mình tiến vào tập đoàn Thiên Hào hay không? Chủ tịch Sở, Hội trưởng Phương, ông nhận nhầm người rồi. Ông ta chỉ là một tên công nhất bốc gạch trên công trường thôi. Sao có thể là chủ tịch Sở được? Ngay cả chủ tịch công ty mình mà ông cũng không nhìn ra hả? 2 năm trước, tôi từng có may mắn gặp được chủ tịch Sở một lần. Chúng tôi còn ngồi uống trà với nhau, cùng đàm luận về chuyện kinh doanh. Sao tôi có thể nhìn nhầm được? Bố, sao ông ấy lại gọi bố là chủ tiêu rồi? Nửa đường lại gặp Trình Giảo Kim. Ha ha, ông chủ này, ông là ai vậy? Tôi đâu có quen ông. Ngài gọi tôi ông chủ. Đúng vậy, các người mặc đồ tây chẳng phải đều là ông chủ sao? Ông chủ, ông cho chúng tôi vào đi. Tôi muốn gặp chủ tịch. Đi mà, cút. Chẳng lẽ mình nhận nhầm rồi? Hội trưởng Phương, chắc là ông nhìn nhầm rồi. À phải rồi, ông là hội trưởng thương hội Cửu Long cao quý, sao hôm nay lại đến đây? Ây, thương hội Cửu Long của tôi gần đây làm ăn bết bát quá, hôm nay tôi đến là để thỉnh giáo chủ tịch Sở cách phá nguy. Hội trưởng Phương, mời ông vào. Hội trưởng Phương, tôi có cách giúp ông. Còn đứng ngơ ra làm gì, ném hai tên vô dụng này ra ngoài cho tôi. Hội trưởng Phương, tôi có cách thật mà, ông thử nghe tôi nói đi. Hừ, đúng là buồn cười, cậu chỉ là một tên bảo vệ quen, cậu thấy tôi có sa sút tới mức phải đi thỉnh giáo cậu cách phá nguy không? Nếu thật thì thương hội Cửu Long này cũng sắp đến lúc bị hủy diệt rồi. Vấn đề lớn nhất bây giờ của thương hội Cửu Long là các gia tộc bảo thủ đang chiếm nửa giang sơn, khiến cơ cấu công nghiệp lão hóa, thiếu sự đổi mới, cuối cùng dẫn đến thu nhập giảm dần. Nếu tiếp tục thêm chừng 1 năm thì thương hội nhất định sẽ sụp đổ. Cậu có dám ở đây nói bậy nói bạ hả? Đợi chút. Vậy cậu nói phải hóa giải nó thế nào? Rất đơn giản, cải cách chế độ nhập hội, mời gọi những gia tộc mới phát gia nhập, ví dụ như tập đoàn Vương Thị làm chip, hay là tập đoàn Phó Thị làm về trí tuệ nhân tạo, còn có tân binh của ngành bất động sản, tập đoàn Vân Sinh, để các gia tộc mới nổi tham gia, thúc đẩy việc nâng cấp cơ cấu công nghiệp theo kịp sự phát triển của thời đại. Đến lúc đó không sợ bị đào thải nữa. Ây ra, đúng là quá hay, tuyệt vời, quá tuyệt vời. Không ngờ chỉ là một cậu bảo vệ nhỏ bé lại có một cái nhìn sâu sắc về chuyện kinh doanh như vậy. Chỉ dùng một câu thì đã nói rõ khó khăn hiện tại của thương hội Cửu Long. Hừ, cũng không xem là con trai của ai, tôi chỉ tùy tiện nghiên cứu một chút thôi. Ây da, chàng trai trẻ, hôm nay xem như cậu đã giúp tôi giải quyết một phiền phức lớn, tôi nhất định phải cảm ơn cậu. Nói đi, cậu muốn cái gì? Thương hội Cửu Long nhất định sẽ giúp cậu thỏa lòng. Hội trưởng Phương, nếu vấn đề của ông đã được giải quyết, vậy thì ông có thể cho tôi vào tập đoàn Thiên Hào không? Thằng nhóc kia, đừng có được đằng chân lân đằng đầu, người như cậu mà định vào tập đoàn Thiên Hào ư?
cậu dừng sao? Nhưng nếu tôi muốn để cậu ta vào thì sao nào? Chẳng lẽ mặt mũi của Thương hội Cửu Long tôi không đủ lớn tới mức đó? Không dám, không dám. Nếu hội trưởng Phương đã lên tiếng thì tôi đương nhiên không có ý kiến. Bố, mình vào thôi. Khoan, hội trưởng Phương chỉ nói là cho phép một người vào, cậu vào được. Ông ta thì không. Con trai, con vào trong đó. Bố về bốc gạch tiếp đây. Vậy bố, bố chờ tin tốt của con nhé. Phim được dịch bởi Vita Media. Lão già khốn này, đừng đứng đó cản đường, muốn chờ thì ra ngoài mà chờ. Ông to gan quá rồi. Trợ, trợ lý Trần, cút qua bên đó. Chào chủ tịch sở. Cái gì, ông thật sự là chủ tịch sở. Đúng là một tên mắt chó coi thường người khác, tới lúc dọn dẹp lại rồi. Dẫn xuống. Chủ tịch sở, tôi sai rồi, tôi sai rồi, sau này tôi không dám nữa. Tha cho tôi đi. Tiểu Việt đã lên đó rồi, chúng ta sẽ lên đó bằng thang máy cá nhân của tôi. Đã đến lúc nói hết mọi chuyện cho thằng bé biết. Vâng. Văn phòng của chủ tịch sở này khó tìm thật đó. Đã lên tới tận tầng 98 rồi, còn phải đi thang máy lên trên. Xin chào, xin hỏi anh là ai, có đặt lịch hẹn chưa? Sở Việt. Chị Yên Tuyết. Sao cậu lại ở đây hả? Cậu đi nhanh đi, nếu để lát nữa bọn họ thấy cậu lén vào đây thì sẽ đuổi việc cậu đó. Ấy, chị đừng có lo, tôi không có lẻn vào, tôi vào bằng cách đường đường chính chính đó. Cái gì? Cậu là khách quý mà chủ tịch sở hôm nay cố ý hẹn gặp. Đúng vậy, hội trưởng Phương nhường cơ hội cho tôi nên tôi mới lên được đây. Hay quá rồi Sở Việt, không ngờ cậu lại trở thành người đầu tiên có thể gặp mặt chủ tịch sở. Người đầu tiên? Chị cũng chưa từng gặp chủ tịch sở hả? Thân phận của chủ tịch sở rất bí ẩn, đừng nói là tôi, cho dù là cả tập đoàn Thiên Hào thì người thấy mặt thật của chủ tịch sở chỉ đếm được trên đầu ngón tay, ngay cả văn phòng của chủ tịch trên tầng 99 tôi cũng chưa được phép lên đó. Không sao, lát nữa tôi gặp được rồi sẽ lén chụp bức hình gửi cho chị. Dương Nhi, anh đến rồi. Ừm, anh sắp gặp chủ tịch sở rồi. Sở Việt, anh không thấy, đoán chừng là bị chặn ở dưới rồi bị ném ra ngoài rồi. Sao tên này lại ở đây? Sở Việt, anh to gan thật đấy, không ngờ lại dám lẻn vào tập đoàn Thiên Hào. Ai nói tôi lẻn vào? Tôi vào bằng cửa chính đó. Chỉ bằng anh hả? Tôi là người đại diện cho nhà họ Long ở Kinh Đô, là người đường đường chính chính vào đây bàn chuyện làm ăn với chủ tịch sở. Còn anh, ngay cả tư cách lau sàn ở đây anh cũng không có. Còn ngơ ra đó làm gì? Tống cổ anh ta ra ngoài. Long thiếu gia, tôi đã xác nhận rồi, Sở Việt quả thật đã nhận được tư cách gặp mặt chủ tịch sở, cho nên ngày hôm nay anh và cậu ấy là ngang nhau. Mời Long thiếu gia vào thang máy đi lên tầng 99. Cô có nhầm không? Cô bảo tôi đi chung thang máy với tên bảo vệ hôi hám đó hả? Long thiếu gia, nếu anh còn không vào thì tôi tự đi nhé. Anh, tôi. Anh cứ chờ đi, chờ dù gặp được chủ tịch sở thì hợp đồng cũng là của tôi, vậy thì cứ xem bản lĩnh của nhau đi. Sở Việt, cố lên. Chủ tịch sở, sắp đến tầng 99 rồi, giả vờ hơn 20 năm, cuối cùng cũng có thể bộc lộ thân phận thật trước mặt con trai rồi. Alo. Cái gì? Wow. Đây là văn phòng của chủ tịch sở sao? Đúng là đại gia mà, đúng là nhà quê lên phố. Lát nữa có gặp được chủ tịch sở, đoán chừng cũng chẳng dặn ra được cái gì. Nhìn bổn thiếu gia đây này. Ê, tôi đến trước, anh ra đằng sau xếp hàng đi. Ấy, anh dám giành với tôi mới là người đầu tiên nhìn thấy chủ tịch sở. Tôi đi trước, anh đi xuống cho tôi, anh buông tôi ra. Hoan nghênh hai vị thuận lợi tới tầng 99. Tôi chờ hai vị lâu rồi. Xin hỏi, chủ tịch sở đâu rồi? Chủ tịch sở có việc đột xuất nên phải ra ngoài, nên tôi sẽ là người phụ trách nói chuyện với hai vị. Cô nói chuyện với chúng tôi. Nói bằng cách nào đây? Hợp đồng hợp tác với tập đoàn Thiên Hào đang nằm trong cái hộp này. Nếu ai có thể mở ra thì chính là của người đó. Có điều chỉ có 3 lần nhập mật mã. Nếu liên tục nhập sai 3 lần thì hộp gỗ sẽ bị khóa vĩnh viễn. Đồng thời, người nhập sai mật mã cũng sẽ bị trừng phạt. Trừng phạt cái gì? Gia tộc phá sản, trục xuất Thanh Châu, đồng thời bị tập đoàn Thiên Hào tẩy chay vĩnh viễn khắp thế giới. Cái gì? Bây giờ, xin hỏi hai vị, ai thử mật trước? Mã này là sao? Ít nhiều gì cũng phải có gợi ý chứ. Mật mã đang nằm trong chính căn phòng này. Chủ tịch sở bảo ta nhắc hai vị, người thành công trên thương trường phải biết lợi dụng tất cả tài nguyên có thể lợi dụng để nó giúp mình lập nên nghiệp lớn. Tôi hiểu rồi. Bây giờ là 11:20 trưa, cho nên mật mã chính là 1120. Sai mật mã, anh còn 2 lần cơ hội. Không đúng. Sao có thể chứ? Tôi nói này, anh có thể nghĩ cho kỹ rồi mới bấm không? Cơ hội chỉ có 3 lần thôi, bị anh lãng phí hết 1 lần rồi. Đừng hại chúng ta không ai lấy được hợp đồng. Anh giỏi, thì anh lên đi. Người có tuổi như bố mình chắc chắn cũng thích dùng sinh nhật làm mật mã. Mật mã này rất có thể chính là sinh nhật của chủ tịch sở. Không sai, cũng có lý. Nè, sinh nhật của chủ tịch sở là ngày mấy? À, anh làm gì đó? Trước khi tôi đến gặp chủ tịch sở thì đã tìm hiểu hết từ cuộc đời cho đến sinh nhật của ông ấy, cho nên mật mã là 0923. Mật mã này là tôi nghĩ ra mà. Ai bấm thì là của người đó. 0923. Sai mật mã, còn một cơ hội cuối cùng. Cái gì? Sao lại có thể? Anh, có phải anh chơi tôi không? Mật mã này là tôi nghĩ ra. Là anh cướp mật mã của tôi. Tôi cũng đâu có ép anh. Tôi,
Bây giờ còn một cơ hội cuối cùng. Xin hỏi hai vị ai muốn lên thử cái này, nếu nhập sai ba lần thì sẽ bị chơi cho phá sản, còn bị tẩy chay khắp thế giới. Tôi, bản hợp đồng này tôi không cần nữa. Đồ nhát gan. Tiên sinh, xin hỏi anh có muốn thử không? Ờ. Chủ tịch Sở, tôi xin lỗi, không ngờ công ty lại bất ngờ xảy ra chuyện, còn phiền ông phải tự đi một chuyến, làm trễ thời gian gặp mặt với cậu chủ. Không sao, 3 ngày sau có cuộc họp đối tác, đến lúc đó nói cũng được. Có điều, chủ tịch, ông thật sự tin chắc cậu chủ sẽ tìm được mật mã mở chiếc hộp để lấy hợp đồng sao? Tôi tin thằng bé, bởi vì thằng bé là con của Sở Thiên Hùng này. Mật mã này rốt cuộc là gì đây? Cô ta vừa nói mật mã nằm ngay trong phòng, nhưng phòng này ngoại trừ cô gái này thì đâu còn gì khác nữa. Khoan đã, chủ tịch Sở bảo ta nhắc hai vị, người thành công trên thương trường phải biết lợi dụng tất cả tài nguyên có thể lợi dụng để nó giúp mình lập nên nghiệp lớn. Chẳng lẽ mật mã chính là... Tiên sinh, còn một cơ hội cuối cùng, xin hỏi anh muốn thử không? Đương nhiên là thứ, tôi biết mật mã giấu ở đâu rồi. Sự thật chỉ có một, mật mã đang nằm trong tay cô. Tiên sinh, tôi không hiểu, vừa rồi cô đã nói chúng tôi phải lợi dụng tất cả tài nguyên có thể lợi dụng, vậy thì tài nguyên nhân lực cũng là tài nguyên. Căn phòng này rỗng tuếch, chủ tịch Sở đã sắp xếp cô tới đây tiếp đón, cho nên điểm mấu chốt nằm trên người cô. Chắc là cô biết mật mã nhỉ? Chúc mừng anh mở được cơ quan, mật mã nằm trên người Thải Điệp. Chúc mừng anh mở được cơ quan, mật mã nằm trên người Thải Điệp. Quả nhiên ở đây. Chúc mừng anh lấy được hợp đồng 1 tỷ. Cảm ơn anh. Tốt quá rồi, có hợp đồng này, công ty vợ mình được cứu rồi. Ai thế, có biết lái xe không? Long Đình. Tên nhãi, chạy cái khỉ gì, sao đã lấy hợp đồng rồi? Tôi nói cho anh thua là thua, lái xe đâm tôi cũng vô dụng, quỳ xuống gọi tôi là ông nội. Tôi thua rồi. Ai thấy chứ, anh. Chồng ơi, cẩn thận chút, chồng không sao chứ? Cô Mạnh, Dương Nhi, anh lấy được hợp đồng rồi. Anh lấy được hợp đồng rồi. Anh Long, anh thật sự lấy được hợp đồng hợp tác với tập đoàn Thiên Hào rồi à? Hợp đồng này là anh lấy về. Chồng không sao chứ, anh có sao đó. Tên Long Đình này cướp hợp đồng của anh, còn lái xe tông anh nữa. Sở Việt, anh không biết xấu hổ à? Hợp đồng này rõ ràng là do anh Long Đình nhà chúng tôi lấy về. Anh nói anh lấy về, e là còn chưa bước chân nổi vào cửa tập đoàn Thiên Hào, đúng thế người anh em họ Sở ạ. Rõ ràng tôi tận mắt nhìn thấy anh bị chặn lại trước cửa, còn không vào được cửa, sao dám nói anh lấy được hợp đồng? Chết tiệt. Vợ, em tin anh, hợp đồng này thật sự. Sở Việt đừng nói nữa. Anh Long, nếu anh đã giúp tôi lấy được cơ hội hợp tác với họ, vậy tôi đồng ý với chuyện của anh. Đối không nuốt lời. Nói như thế, cô đồng ý để tôi làm cổ đông của tập đoàn Vân Thăng rồi ư? Nhưng mà 3 ngày nữa là hội nghị đối tác của tập đoàn Thiên Hào, tới lúc đó đợi tập đoàn Vân Thăng tôi chính thức đạt được hợp tác với tập đoàn Thiên Hào, chuyện cổ phần chúng ta sẽ thương lượng sau. Niềm vui nhân đôi. Được, vậy 2 ngày nữa vừa hay nhà họ Long chúng tôi cũng được mời tham gia, tới đó chúng ta gặp mặt trực tiếp. Tới đó em cũng đi. Được. Cẩm Thư, tới đó gặp. Được. Sở Việt, nếu tôi là anh, tôi sẽ nhanh chóng tìm lỗ chui xuống. Thật đáng xấu hổ. Vợ à, em tin anh đi, hợp đồng đó anh lấy về thật đấy. Em tin anh, vừa rồi em diễn trước mặt Long Đình thôi. Em tin anh, vừa rồi em diễn trước mặt Long Đình thôi. Diễn, ý gì thế? Long Đình luôn muốn trở thành cổ đông của tập đoàn Vân Thăng, chắc chắn đằng sau còn âm mưu khác. Tới lúc đó, tại bữa tiệc hợp tác của tập đoàn Thiên Hào, chúng ta cùng chờ xem anh ta rốt cuộc giở trò gì. Vợ à, anh biết em tin anh mà. Tên xấu xa này, ông đây sớm muộn cũng phải bắt anh trả giá. Ôi vợ ơi, đau không? Đau. Đây là bộ đồ bố mua hơn chục năm trước. Con cần nó làm gì? Bố, không phải con sẽ cùng vợ tham dự tiệc của tập đoàn Thiên Hào sao? Không có áo vest, mới tới mượn bố. Tiệc của tập đoàn Thiên Hào. Bố yên tâm, đợi con trai bố phát đạt rồi, chắc chắn sẽ đưa bố đến nơi cao cấp này thăm thú. Con đi đây. Sếp Sở, đã đến lúc để con trai tôi biết thân phận thật rồi. Lên đường, tới hiện trường bữa tiệc. Tiệc tập đoàn Thiên Hào này đúng là thật khác biệt. Con xem cách mọi người ăn mặc, ứng xử trò chuyện, đã biết không phải hạng thường. Vâng, có thể hợp tác với tập đoàn Thiên Hào đều là những nhân vật tầm cỡ, tỷ phú đứng đầu đại hạ. Tập đoàn Vân Thăng của chúng ta dù lần này may mắn được hợp tác, nhưng trước mặt họ chúng ta chỉ là những nhân vật nhỏ thôi. Đúng thế con gái, chúng ta phải tận dụng cơ hội này, nhanh chóng gây dựng mối quan hệ với các ông lớn, làm quen trước nhé. Đúng. Chủ tịch Dương, sếp Vân, sếp Viên, tôi là Mạnh Cẩm Thư, chủ tịch tập đoàn Vân Thăng. Hy vọng sau này chúng ta có cơ hội hợp tác, tôi kính mọi người một ly. Tập đoàn Vân Thăng là công ty nào? Sao tôi chưa từng nghe đến? Chủ tịch Dương có điều không biết. Tập đoàn Vân Thăng này chỉ là một công ty nhỏ, không nổi tiếng lắm ở Thanh Châu, lúc đó mà giày đeo bám ở tập đoàn Thiên Hào. Mới lấy được hợp đồng 1 tỷ còn còn, hợp đồng 1 tỷ còn còn, mà phải mặt giày đeo bám mới lấy được, trong khi chúng ta dễ dàng hợp tác với tập đoàn Thiên Hào hợp đồng hàng chục tỷ. Đúng thế, chỉ là chủ tịch một công ty nhỏ cũng xứng nâng ly với chúng ta, ai nói vợ tôi không xứng?
phải anh không, sếp Mạnh? Đây là chồng cô à? Vốn dĩ tôi còn nghi ngờ về thực lực của tập đoàn Vân Thăng các người, bây giờ nhìn thấy anh ta, tôi càng tin chắc hơn, tập đoàn Vân Thăng các người chỉ là công ty rác rưởi chẳng đáng quan tâm. Đúng thế, nhìn bộ vest của anh ta đi, đáng 200 không? Ha ha ha. Sở Việt, cậu lấy bộ đồ tàn tạ này ở đâu vậy? Con mặc tới đây nữa, thật là mất mặt quá. Con mượn của bố con ạ. Còn không mau về nhà đi, con thấy chưa làm cẩm thư nhà chúng tôi xấu hổ đủ sao? Bố, chúng ta không mất mặt, rõ ràng là đám thất học bọn họ không hề tôn trọng chúng ta. Tên khốn, chui từ xó xỉnh nào ra vậy? Sao dám chỉ trỏ vào ba gia tộc lớn ở Thanh Châu chúng tôi? Đúng thế, có tin hay ba gia tộc lớn chúng tôi hợp lực lại, thẳng tay cho tập đoàn Vân Thăng các người biến mất khỏi thiên hải không? Chết tiệt, ba người này ghê gớm như vậy à? Sở Việt, còn không mau xin lỗi sếp Vân, chủ tịch Dương và sếp Vinh. Vừa rồi là tôi không phải, có chuyện gì cứ nhắm vào tôi, đừng làm khó vợ tôi, muốn chúng tôi để tha cho vợ anh. Được thôi, ngoan ngoãn nằm xuống đất, liếm sạch cho tôi. Chuyện vừa rồi, tôi xóa sạch. Đây không phải là sỉ nhục người khác ư? Sỉ nhục thì làm sao? Liếm hay không liếm? Anh tự quyết định. Vợ ơi, em bảo anh liếm thì anh liếm, dù sao cũng không thể để công ty em phá sản. Phá sản thì cứ phá sản, chồng Mạnh cảnh thứ em là để yêu thương. Em tuyệt đối không để họ sỉ nhục anh. Các người muốn xử lý tập đoàn Vân Thăng cứ tự nhiên, nhưng muốn xử lý chồng tôi không thể nào. Tốt, rất tốt. Mọi người, hôm nay với tư cách là chủ tịch đỉnh phong, tôi chính thức tuyên bố từ hôm nay toàn bộ Thanh Châu chính thức tẩy chay tập đoàn Vân Thăng. Ai dám hợp tác với họ là đang đối đầu với tập đoàn đỉnh phong. Tập đoàn Sán Tinh tôi đồng ý tẩy chay tập đoàn Vân Thăng, tập đoàn Thiên Thế tôi cũng đồng ý tẩy chay. Tiêu rồi, công ty khắp Thanh Châu đoàn kết lại tẩy chay tập đoàn Vân Thăng, chúng ta tiêu rồi. Thanh Châu các người náo nhiệt quá, đây là Long thiếu gia nhà họ Long kinh thành. Long thiếu gia hôm nay đến Thanh Châu, gần đây bố anh thế nào rồi? Chủ tịch Dương bớt làm thân với tôi đi, chuyện các người bắt nạt bạn thân vợ sắp cưới của tôi rất không vui. Cẩm Thư, cậu không sao chứ? Long thiếu gia, tôi sai rồi, nếu tôi biết sếp Mạnh là bạn thân vợ sắp cưới của anh đánh chết tôi cũng không dám nói như vậy. Không dám? Không phải các người vừa nói muốn tẩy chay tập đoàn Vân Thăng à? Tôi thấy các người dũng cảm quá. Cô Bạch, chúng tôi sai rồi, ban nãy chúng tôi chỉ đùa thôi, tôi hứa với cô sẽ không hề tẩy chay gì cả. Chuyện hợp tác sau này của tập đoàn Sán Tinh giao cả cho tập đoàn Vân Thăng. Sếp Mạnh, thực sự xin lỗi, xin hãy tha thứ cho chúng tôi. Đúng là Long thiếu gia có tiếng nói, vượt xa tên vô dụng nhà chúng tôi. Mẹ, Cẩm Thư, có cần tớ bảo Long Đình tẩy chay đám công ty bọn họ xả giận cho cậu không? Kệ đi Sư Nhi, dù sao đây cũng là tiệc đối tác của tập đoàn Thiên Học, chúng ta đừng làm ầm ĩ. Hôm nay coi như các người may mắn, tha cho các người một mạng, còn không nhanh quyết đi cho tôi. Cảm ơn sếp Mạnh, cảm ơn Long thiếu gia, cảm ơn cô Bạch. Đợi đã, vẫn chưa kết thúc. Đi là đi thế nào? Long thiếu gia, anh còn chuyện gì ạ? Chuyện giữa các người và cô Mạnh đã kết thúc, nhưng Sở Việt, anh phải giải quyết chuyện xúc phạm ba gia tộc lớn ở Thanh Châu đi chứ. Anh Long, ý anh là gì? Cô Mạnh, tôi chỉ giúp cô là vì nể mặt Sư Nhi, nhưng ba người này cũng là nhân vật tầm cỡ ở Thanh Châu, Sở Việt xúc phạm họ, nếu không cho họ một lời giải thích, truyền ra ngoài, e rằng bọn họ sẽ nói nhà họ Long tôi ỷ thế ức hiếp người khác, bao che cái sai. Tôi xin lỗi các vị, tôi nói năng không kiêng dè, mọi người đừng để trong lòng. Thế là xong à? Có phải không có thành ý không? Nếu không thì sao? Chẳng lẽ anh thật sự muốn tôi quỳ xuống liếm sao? Không tới mức đó, nhưng anh có lỗi trước, chi bằng phạt rượu tạ lỗi với họ đi. Phục vụ, lên rượu. Khỏi cần ly nữa, tên gác cổng nhà anh chắc biết câu lợn rừng không ăn nổi cá mịn. Anh chơi cả chai đi, mỗi người một chai, không quá đáng nhỉ? Long Đình, anh đừng quá đáng. Cô Mạnh, cô phải hiểu rõ là vừa nãy tôi đã giúp cô giải vây hợp đồng 1 tỷ với tập đoàn Thiên Hào, cũng là tôi giúp cô lấy về. Tôi bảo anh ta kính rượu cũng là giúp cô giải quyết, chỉ để chuyện này cô đừng không hiểu lòng người tốt thế chứ. Hợp đồng 1 tỷ này rốt cuộc là ai lấy về, trong lòng anh tự rõ. Ý anh là hợp đồng 1 tỷ này do anh lấy về à? Chứ còn sao, anh hỏi họ xem anh có xứng không. Long thiếu gia là người thừa kế nhà họ Long kinh đô, tất nhiên là Long thiếu gia có thể giành được hợp tác với tập đoàn Thiên Hào rồi. Đúng thế, nếu không nhờ Long thiếu gia bảo đảm, tập đoàn Vân Thắng các người có thể tham dự bữa tiệc tối nay không? Sở Việt, cậu làm chúng tôi xấu hổ thì thôi đi, giờ lại còn dám cướp cô của Long thiếu gia, sao không mau uống rượu tạ lỗi đi? Con, mẹ, con tin Sở Việt, anh ấy nói anh ấy lấy được thì đúng là như vậy. Con gái, con bị mù quáng quá rồi. Anh ta ấy hả, có 8 đời cũng không lấy nổi. Long Bình, Sở Việt dù gì cũng là chồng của Cẩm Thư, không cần thiết phải làm anh ấy xấu hổ trước mặt nhiều người như vậy chứ. Em yên tâm, Sư Nhi, sao anh lại làm khó anh ta chứ, anh chỉ đang rèn luyện anh ta thôi. Sở Việt, ngay ra đó làm gì, uống mau đi, đàn ông trưởng thành chẳng lẽ lại không biết uống rượu. Chuyện hợp đồng, nếu anh dám tiết lộ nửa lời, cẩn thận cái mạng già của bố anh. Anh làm gì bố tôi rồi? Chưa làm gì, chỉ cần anh ngoan ngoãn ông ta sẽ ổn thôi. Nếu không tôi sai người bẻ chân chó ném xuống sông, đừng động vào ông ấy, phải xem thái độ anh rồi. Sở Việt, mọi người đợi anh lâu quá rồi, rượu này anh có uống không? Tôi uống. Chồng ơi, đừng, không sao đâu vợ. Từ trước tới nay đều là em bảo vệ anh, nhưng hôm nay hãy để anh tự mình gánh vác, vì em cũng vì bố anh. Chai đầu tiên tôi kính chủ tịch Dương, uống đi.
Không phải chứ, cả chai rượu vang anh ta uống hết rồi à? Anh nhìn bộ dạng anh ta đi, không giống người thường. Thật không thể tin được. Tên nhãi, tử lượng tốt đấy. Nếu đã như vậy, phục vụ, cho tôi rượu sái mạnh nhất chỗ các người. Chai này kính sếp Vân. Uống đi, Long Đình. Anh ép Sở Việt uống như thế xảy ra án mạng. Anh có biết không hả? Tôi ép anh ta. Là anh ta tự nguyện mà, đúng không người anh em họ Sở? Muốn cứu mạng bố anh, uống cho tôi. Không phải chỉ là một chai rượu sái sao? Tôi uống. Tên nhãi, tự lượng tốt. Phục vụ, mang hết rượu của các người lên đây cho tôi. Mang thêm một chậu lớn nữa tới. Long Bình, anh rốt cuộc muốn làm gì? Dừng lại là đủ rồi. Đừng gây sự trên địa bàn của tập đoàn Thiên Hào. Yên tâm. Nào, đổ vào trong. Tên nhãi, chai cuối cùng. Để anh uống thỏa thích, nồi thập cẩm, cho đã đời luôn. Ôi trời, nhiều rượu thế trộn lại, thần tiên cũng không chịu nổi. Chúng ta không uống nữa, cùng lắm là mất luôn hợp đồng 1 tỷ đồng. Chồng à, về nhà thôi, đi, cứ việc đi. Nhưng anh quên, còn một mạng người nữa ở trong tay tôi à? Vợ, anh phải xác nhận bố an toàn trước đã. Người dùng bạn gọi đã tắt điện thoại. Bố đừng xảy ra chuyện nhé. Người dùng bạn gọi đã tắt điện thoại. Xin gọi lại sau. Tôi nói rồi, chỉ cần anh dám đi, ông bố vô dụng của anh chắc chắn sẽ chết. Tôi hỏi anh lần cuối, loại rượu này anh có uống không? Tôi uống. Tôi uống. Chồng đừng uống. Đây không phải cho chó à? Mỗi ngày đều đưa bố đi ăn đồ ngon. Con trai bố giỏi quá. Bố không được xảy ra chuyện. Không phải anh ghê gớm lắm à? Mới chút rượu này đã không ổn rồi. Hai NGOI giúp anh ta đi. Các người làm gì vậy? Sở Việt, Long Bình, anh mau bảo họ dừng lại đi. Long thiếu gia, anh mau bảo họ dừng lại đi. Sắp gây án mạng rồi đó. Long Bình, sắp không xong rồi. Đừng gây án mạng, đều là do anh ta tự chuốc lấy. Cứ phải đối đầu với nhà họ Long chúng tôi. Hôm nay tôi phải để mọi người xem tên vô dụng trước mặt chúng ta chẳng ra loại gì. Uống cho tôi. Dừng tay. Bố không sao chứ? Con trai, bố đến nơi rồi. Con ở đâu? Ta. Bố. Con trai, bố. Con trai. Con không sao chứ? Bố không sao chứ? Con còn tưởng bố. Yên tâm. Bố không sao. Là ai làm? Tôi làm đấy. Sao nào? Ông là người cha vô dụng của Sở Việt à? Đúng là cha nào con ấy. Cứ nghĩ mặc vest vào là thấy mình ra gì sao? Không muốn tàn phế. Bỏ cái tay bẩn của anh ra. Được lắm. Các người dám động vào tôi, có biết bố tôi là Long Trạch Thiên nhà họ Long Kinh Đô, khách mời của tập đoàn Thiên Hào không? Chỉ cần bố tôi gọi điện, các người đều phải chết. Nhà họ Long Kinh Đô. Ha ha, không cần phải tồn tại nữa. Vâng. Để nhà họ Long Kinh Đô biến mất. Lão già này, ông cũng thú vị đấy. Mới đám diễn viên này, diễn xuất tốt lắm. Đáng tiếc, nhà họ Long Kinh Đô chúng tôi là quý tộc cấp 9, thực lực hùng hậu. Trên đời này, ngoại trừ chủ tịch Sở ra, không ai có thể động vào một sợi tóc trên đầu tôi. Nếu tôi nói rằng tôi là chủ tịch tập đoàn Thiên Hào. Hơn nữa, hôm nay tôi không chỉ muốn động vào cậu, mà còn muốn chôn cả nhà họ Long cậu theo cùng thì sao? Dựa vào ông à? Ông, một tên vận chuyện gạch. Não uống nước rồi à? Hay là nghèo quá hóa khủng? Sở Việt, cậu xem người bố vô dụng này đi, đã không giúp gì cho chuyện làm ăn, còn làm mất mặt thế này. Mau lôi ra ngoài cho tôi. Bố không sao là tốt rồi, không cần phải tìm mấy người này tới ra ngoài đâu. Chúng ta mau đi thôi. Con trai, con cũng không tin bố là chủ tịch tập đoàn Thiên Hào sao? Bố con ta đã sống với nhau hơn 20 năm. Bạn là công nhân hay là chủ tịch, con biết rõ hơn bất cứ ai. Mau đi thôi. Đợi đã, con cứ đi như thế, lẽ nào để cậu ta trắng trợn cướp công của con à? Hợp tác 1 tỷ là con lấy về, tranh công mà được sao? Ông già này, ý ông là gì? Hợp đồng 1 tỷ đó là do tôi lấy được. Ông nghĩ mình là ai? Ông nói là anh ta thì là anh ta à? Câm miệng chó cho tôi. Dự án 1 tỷ này là lão gia nhà chúng tôi đích thân trao tặng. Còn có ai biết rõ hơn ông ấy? Hay lắm. Đánh tôi. Các người xong đời rồi. Hoàn toàn tiêu đời rồi. Bố. Triệu tập 100.000 người cao thủ nhà họ Long nhanh chóng đến Thanh Châu. Hôm nay con phải cho Thanh Châu tắm máu. Hóa ra là con gây sự ở Thanh Châu. Con có biết nhà họ Long sắp tiêu đời rồi không? Gì cơ? Bố ơi, nhà họ Long chúng ta có tài sản hàng chục tỷ, sao có thể tiêu đời được? Tài sản hàng chục tỷ đồng đối với tập đoàn Thiên Hào không đáng là gì hết.
rốt cuộc con đã xúc phạm chủ tịch Sở tập đoàn Thiên Hào thế nào mà khiến nhà họ Long chúng ta tới nông nỗi này? Gì cơ? Bố, con chẳng làm gì cả, con chưa thấy lão nhân gia người ta. Bố cho con số điện thoại của chủ tịch Sở, con đi cầu xin ông ấy, chắc chắn có hiểu lầm rồi. Nhanh lên nhé, chậm trễ là không kịp đâu. Lão gia, điện thoại. Bây giờ, cậu đã tin chưa? Gì cơ, ông thực sự là chủ tịch Sở của tập đoàn Thiên Hào. Bố, chuyện này là thế nào? Con trai, giấu con nhiều năm như thế, hôm nay cũng nên để con biết thân phận thực sự của mình rồi. Tinh vệ nhà họ Sở đâu? Có. Con không mau bái kiến người thừa kế Thiên Hào. Tham kiến cậu chủ, tham kiến cậu chủ. Cậu chủ, cậu chủ, bố, có phải con uống nhiều quá không? Bố không phải là công nhân ạ. Con trai, công nhân chỉ là lớp ngụy trang bên ngoài của bố. Như con thấy đó, bố là chủ tịch của tập đoàn Thiên Hào. Và con là người thừa kế tương lai của tập đoàn Thiên Hào. Người thừa kế tương lai của tập đoàn Thiên Hào chẳng phải sở hữu hàng trăm tỷ hay sao? Ôi không, phải là nghìn tỷ. Vậy nghĩa là hợp đồng 1 tỷ đó đúng là do Sở Việt lấy về. Long Đình, chuyện này là thế nào? Không phải anh hợp đồng do anh lấy về ư? Không phải anh lấy, mà là Sở thiếu gia lấy. Tôi chỉ là tên không ra gì trước mặt Sở thiếu gia. Tôi sẽ liếm giày cho Sở thiếu gia, liếm giày cho cậu chủ, anh cũng xứng à? Kẻ nào dám bắt nạt con trai tôi, không cần phải sống trên thế gian này nữa, lôi ra ngoài. Vâng, Sở thiếu gia. Là lỗi của tôi, là tôi không phải, anh cứu tôi đi, sau này tôi không dám nữa. Nếu tôi không phải là người thừa kế tập đoàn Thiên Học, anh vẫn sẽ biết lỗi chứ? Loại người như anh chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, nhưng quả báo sẽ luôn đến. Dương Nhi, xin hãy cứu anh, dù anh đã làm sai, nhưng tất cả đều là vì bản thân em. Cẩm Thư, mặc dù Long Đình có lỗi, nhưng anh ấy cũng vì giúp cậu mới mạo danh nhận công. Cậu có thể cầu nhận tình cho anh ấy không? Dương Nhi, cậu bị anh ta lừa rồi. Là ý gì? Long Đình, tôi hỏi anh làm tất cả chuyện này có thật sự là vì giúp tôi không? Tất nhiên rồi, tôi không chỉ giúp cô mà còn vì muốn giúp Bạch Sương. Tôi là chồng sắp cưới của cô ấy. Chồng sắp cưới, anh cũng có tư cách nói thế à? Theo điều tra của tôi, nhà họ Bạch có mấy dự án mới tiến hành được nửa đã thất bại, đều là do anh ngáng chân giữ chừng, lợi dụng thân phận chồng sắp cưới, chiếm dụng tài nguyên của nhà họ Bạch để củng cố thế lực nhà họ Long các người. Đúng thế, tôi làm chứng. Hóa ra bao nhiêu dự án kinh doanh nhà họ Bạch tôi đều do anh hủy hoại. Không phải, Dương Nhi, không phải đâu. Chúng tôi cũng phát hiện ra, sao anh muốn đầu tư vào tập đoàn Vân Thăng là vì anh nhận được tin tức khu đất làng Bạch La ở Thanh Châu sắp trở thành khu phát triển đặc biệt. Quyền sở hữu khu đất đó thuộc về tập đoàn Vân Thăng. Vì vậy anh muốn đầu tư vào tập đoàn Vân Thăng để chiếm khu đất Bạch La đó thành của riêng. Con cáo giả gian tham, hóa ra là như vậy. Long Bình, nhiều năm như vậy, tôi đã nhìn lầm anh. Lôi xuống. Dương Nhi, xin hãy cứu anh. Dương Nhi, anh yêu em. Cứu anh, Dương Nhi. Sở Việt, xin lỗi, là tôi luôn hiểu lầm anh. Không sao, sau này cẩn thận hơn nhé. Không sao, không sao, nói ra là tốt rồi. Từ lâu tôi đã nói, con rể tôi nhìn là biết không phải người bình thường, thì chắc chắn là người tiềm năng rồi. Đúng thế. Suy ra, sao anh không nói sớm hơn? Không ngờ là nhà họ Mạnh chúng tôi lại may mắn làm suy ra với nhà họ Sở. Hừm, suy ra với nhà họ Sở chúng tôi, các người cũng xứng à? Suy ra, ý anh là gì? Có ý gì? Nhà họ Mạnh các người, gió chiều nào xoay chiều ấy, từ đầu đến cuối đều coi thường con trai tôi, bây giờ lại muốn tiếp tục làm suy ra với nhà chúng tôi. Đừng mơ. Con trai, con đã vượt qua thử nghiệm của bố, đủ điều kiện trở thành người thừa kế của tập đoàn Thiên Hào. Tài sản trăm tỷ bất cứ lúc nào cũng có thể chuyển cho con, nhưng để chính thức trở thành người kế thừa của tập đoàn Thiên Hào, có một điều kiện khác, là phải ký vào bản thỏa thuận ly hôn này, cắt đứt quan hệ với nhà họ Mạnh, đưa An An ra khỏi nhà họ Mạnh. Gì cơ, ly hôn? Đều tại bà, lúc nào cũng để tiền làm mờ mắt. Bây giờ thì hay rồi, con rể rùa vàng ngoan ngoãn kia đã đá bà ra khỏi nhà. Ôi con rể, tại mẹ không tốt, con có thể cho mẹ một cơ hội không? Mẹ, chuyện này nên để Sở Việt tự ra quyết định đi. Sở Việt, dù anh quyết định thế nào, em cũng ủng hộ anh. Giờ còn chọn à, tài sản trăm tỷ trước mặt một người phụ nữ có là gì? Đúng thế, nếu có khối tài sản hàng trăm tỷ, đừng nói là ly hôn với vợ, dù có bỏ rơi vợ con, tôi cũng sẽ làm vậy. Con trai, ra quyết định đi. Phải biết rằng, người thành công luôn cô độc. Gia đình, chỉ là trở ngại ngáng đường. Sở Việt, tôi còn tưởng anh chân thành với Cẩm Thu, không ngờ anh cũng bạc tình như đám đàn ông đó. Sở Việt, anh muốn hóa rồng hóa phượng, đứng trên đỉnh cao, em cũng sẽ ủng hộ anh. Nhưng cuối cùng em chỉ có một yêu cầu, anh có thể để An An lại cho em không? Không thể. Sở Việt, cậu làm vậy thật quá tàn nhẫn.
Cẩm Thư đã nuôi dạy An An lớn như vậy, An An từ lâu đã ở trong tim con bé, đến chút hy vọng cuối cùng anh cũng không giữ lại cho con bé sao? Sở Việt là người không thể nhẫn tâm như vậy được. An An là người thừa kế của tập đoàn Thiên Hào, buộc phải đi cùng nhà họ Sở tôi. Con trai ký đi. Ký xong rồi, tài sản 100 tỷ thuộc quyền sở hữu của con. Người thừa kế tập đoàn Thiên Hào. Con không quan tâm. Cậu chủ, cậu làm gì vậy? Cẩm Thư, khi anh sa sút, em không bỏ rơi anh, làm sao anh có thể bỏ rơi em? Anh không thể để An An lại cho em. Vì An An cần hai chúng ta cùng nhau nuôi dạy. Thiếu một cũng không được. Sở thiếu gia anh có bị sao không? Đó là tài sản hàng 100 tỷ đó. Con trai, bố hiểu con vẫn còn trẻ, không thể buông bỏ chuyện yêu đương. Bố con cũng từng như thế. Là một người đàn ông, chỉ buông bỏ tình yêu mới có thể làm nên sự nghiệp lớn. Vậy là bố nói mẹ qua đời là lừa con. Để trở thành người thừa kế tập đoàn Thiên Hào, bố mới bỏ rơi mẹ con. Bố cũng buộc phải làm vậy. Đây là trách nhiệm mà con cháu nhà họ Sở phải gánh vác. Nếu như nói trở thành con cháu nhà họ Sở, phải bán đứng lương tâm của mình, trở thành cỗ máy vô tình vô nghĩa. Vậy bắt đầu từ hôm nay, con Sở Việc chính thức cắt đứt quan hệ với nhà họ Sở, không còn là người nhà họ Sở nữa. Cậu chủ, hãy suy nghĩ kỹ. Nghịch tử, con có biết mình đang từ chối điều gì không? Tài sản 100 tỷ là vinh hoa cả đời này con không chạm tới đó. Bố nói đúng. 100 tỷ cả đời này con cũng không kiếm được, nhưng dựa vào chính đôi tay mình kiếm sống, từng bước một đi lên yên ổn sống. Tan làm, con có thể ăn đầu vợ mình làm, thấy con trai lớn lên từng ngày. Với con thế là đủ rồi. Cuộc sống này mới là cuộc sống bình thường nhưng tươi đẹp của hầu hết mọi người. Được. Nếu con đã đưa ra quyết định, bố sẽ không ép con nữa. Từ hôm nay, Sở Việt bị đuổi khỏi nhà họ Sở, sẽ không bao giờ là người nhà họ Sở nữa. Lão gia, đừng nói nữa. Chúng ta đi. Bố. Lần này chia ly, con không biết cả đời này con có thể gọi bố lần nữa không. Nhưng niệm tình bố con sống với nhau 20 năm, là một đứa con trai, con muốn nhắc nhở bố một câu. Kiếm tiền là để gia đình có cuộc sống tốt hơn. Nếu bố từ bỏ gia đình, thành công cô độc chẳng có ý nghĩa gì hết. Đưa mẹ con về đi. Ta, anh tới đây, cẩn thận chút. Vâng ông chủ. Lão gia, 5 năm nay, cậu chủ tự lực cánh sinh mở tiệm sửa xe, trở thành ông chủ. Mặc dù kiếm ít tiền hơn, nhưng cả nhà vẫn sống hạnh phúc. Kiếm tiền bằng chính đôi tay mình, thằng bé đã làm được. Đi, chúng ta đến Kinh Đô. Lão gia, chiều nay ông còn hai cuộc họp nữa, hủy hết đi. Tôi đến Kinh Đô tìm một người. Lão gia, ông muốn. Một mình chống chọi nhiều năm như vậy, tôi mệt rồi, con trai tôi nói đúng. Không người thân, thành công cô độc, chẳng có ý nghĩa gì. Tôi muốn tới Kinh Đô tìm mẹ thằng bé về. Vâng ạ. À.